Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 20. Mỗi lời nói hành động của Hoàng Văn Đào đều mang phong thái đủ để khiến người khác ngưỡng mộ, bắt chước theo, giống như tác phẩm kinh điển người đỡ đầu. Không hổ là ông lớn Hoàng, phong cách nói chuyện và làm việc đều rất hào phóng, nghiêm túc, khiến người khác thật khâm phục. Nếu tôi có được 1/10 khí chất của ông lớn Hoàng thì có lẽ đời này cũng sẽ không tầm thường rồi. Cái thằng nhóc này ấy vậy mà lại chọc vào bạn của ông lớn Hoàng, hôm nay thế nào cũng ăn trái đắng. Mọi người thi nhau khen ngợi, vừa cảm thấy Hoàng Văn Đào là người tai to mặt lớn vô cùng phong độ, vừa cảm thấy Tề Đẳng Nhàn chọc phải bạn Hoàng Văn Đào đúng là quá xui xẻo. Long Tông Toàn cũng cảm thấy tinh thần được tăng lên rất nhiều nên càng thêm kiêu ngạo, lớn giọng nói, tai bị điếc à mà không nghe thấy lời của ông lớn Hoàng hả? Quỳ ngay xuống cầu xin tôi tha thứ, sau đó đợi tôi xử lý. Tề Đẳng Nhàn chợt quay đầu, nói, ồn ào. Vừa nói hắn vừa giơ tay lên, tát thẳng vào mặt Long Tông Toàn. Một tiếng giòn vang lên, cả người Long Tông Toàn lộn nhào trên không trung rồi té mạnh lên mặt đất. Cái tát này đối với ông ta mà nói không phải là không có lợi, ít nhất thì bây giờ hai bên mặt ông ta đã cân xứng nhau rồi. Nhìn thấy cảnh này mọi người không khỏi ngạc nhiên. Rõ ràng là Hoàng Văn Đào đã cảnh cáo rồi nhưng Tề Đẳng Nhàn vẫn dám ra tay với Long Tông Toàn, hơn nữa còn tát mạnh như vậy, này là chẳng hề tôn trọng Hoàng Văn Đào chút nào. Khốn khiếp, Hoàng Văn Đào không kìm được tức giận. Ông lớn Hoàng đối đãi với ân nhân của gia đình mình như thế hả? Tề Đẳng Bình nhìn Hoàng Văn Đào hờ hững nói. Lúc này Hoàng Văn Đào mới thấy rõ rốt cuộc hắn là ai nên không khỏi ngạc nhiên, nhíu mày nói, sao lại là cậu chứ? Long Tông Toàn kêu gào, ông lớn Hoàng, sao ông không xử lý luôn thằng nhãi này đi? Hoàng Văn Đào vẫn bất động, bầu không khí lập tức trở nên gượng gạo. Hôm nay ông lớn Hoàng định giúp tên Long Tông Toàn này ra mặt à? Tề Đẳng nhanh không kìm được cười hỏi. À, Hoàng Văn Đào chợt hơi nghẹn lời, không biết phải nói thế nào. Tề Đẳng Nhàn là ân nhân nhà họ Hoàng. Trong tiệc sinh nhật Hoàng Tình Ca, vì bảo vệ danh dự nhà họ Hoàng mà đuổi Trần Hùng Phi được nhà Hương Sơn Hà mời đến, bằng không nhà họ Hoàng đã mất hết mặt mũi ở thành phố Trung Hải rồi. Nhưng đối với Hoàng Văn Đào chỉ biết lợi ích là trên hết thì đây không phải lý do cản ông ta ra tay. Thực tế thì cái làm ông ta kiêng dè nhất là năng lực của Tề Đẳng Nhàn, vậy mà hắn lại lấy ra 10 tỷ rót vốn vào tập đoàn Hướng Thị. Này chưa là gì, về sau hắn gây áp lực cho Từ Ngạo Tuyết ở hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đông Hải, mời Bogdanov tiếng tăm lẫy lừng khiến tập đoàn Từ Thị nhận thất bại. Bây giờ thâm tâm của nhiều doanh nhân ủng hộ liên minh thương nghiệp đã bắt đầu hơi dao động. Hiện nay hạng mục cảng nước sâu cũng đã rơi vào tay Hướng Đông Tình. Ha ha, sao lại thế được chứ? Cái mà Hoàng Văn Đào tôi đây luôn coi trọng nhất là tình nghĩa. Cậu Tề từng giúp nhà họ Hoàng chúng tôi, Hoàng Văn Đào sẽ không bao giờ quên. Sao có thể vì chút chuyện như này mà trở mặt với cậu chứ? Nếu như vậy thì chẳng phải nói Hoàng Văn Đào tôi đây là người vô tình vô nghĩa à? Hoàng Văn Đào nói vô cùng ngay thẳng. Mỗi một câu đều nói thêm Tề Đẳng Nhàn có ơn với nhà họ Hoàng bọn họ. Cứ như thế thì vừa không mất mặt mà vừa có thể diện. Đúng thật, hắn vừa dứt lời, mọi người vây xem đều không khỏi khen ngợi, cảm thấy một người tai to mặt lớn như Hoàng Văn Đào vậy mà lại trọng tình trọng nghĩa như thế, thật là hiếm có. Cùng lúc đó, họ cũng cảm thấy Tề Đẳng Nhàn quá ư là may mắn, vậy mà lại có ơn với nhà họ Hoàng, có thể tránh được cái chết. Long Tông Toàn gần như tức hộc máu. Tức giận nói, ông lớn Hoàng, ông có ý gì? Vừa mới bảo đảm sẽ xử lý việc này, giờ lại nói thế. Hoàng Văn Đào ho một tiếng, nói với Long Tông Toàn, giám đốc Long, Hoàng Văn Đào tôi là người trọng tình trọng nghĩa, ông không phải là không biết. Nếu tôi trở mặt với cậu Tề thì sau này tôi còn làm người như thế nào đây? Nếu ông bằng lòng, tôi có thể làm người ở giữa, hòa giải ân oán của ông với cậu Tề. Tôi tin là cậu Tề sẽ bằng lòng để cho tôi cái thể diện này. Long Tông Toàn nổi khùng nói, hòa giải cái chó má, ông đây không đội trời chung với hắn, hôm nay, tôi và hắn chỉ có một người có thể rời khỏi đây. Hoàng Văn Đào nhún vai, nói, nếu giám đốc Long nói như vậy rồi thì tôi cũng không còn gì để nói nữa, cứ như vậy đi. Hoàng Văn Đào không hổ là người từng trải, nói một lúc đã có mặt mũi, cũng được thể diện, chẳng lỗ gì cả. Còn được cái danh trọng tình trọng nghĩa. Thật ra thì nếu lúc nãy nếu Long Tông Toàn đồng ý hòa giải thì Hoàng Văn Đào cũng đã nghĩ ra cớ thoái thác rồi.
Hoàng Văn Đào biết rõ cái tính tình chó má kia của Tề Đằng Nhàn, ngay cả em trai Hoàng Văn Lãng gây chuyện với Shevchenko cũng bị Tề Đằng Nhàn trở mặt mắng hai câu. Nếu thật sự làm to chuyện thì Tề Đằng Nhàn cũng sẽ không để ông ta chút thể diện nào. Cậu Tề, nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước. N oán giữa cậu với giám đốc Long tôi không tham dự. Hoàng Văn Đào nói với Tề Đằng Nhàn. Cảm ơn ông lớn Hoàng. Tề Đằng Nhàn gật đầu, bình tĩnh nói. À, nhưng tôi phải nhắc cậu Tề một câu, phải khoan dung độ lượng, dù gì thì giám đốc Long cũng là người đế đô, có chỗ dựa. Hoàng Văn Đào nói. Ông ta nói rồi, tôi và ông ta chỉ có một người có thể rời khỏi đây. Tề Đằng Nhàn cười như không cười nói. Hoàng Văn Đào cảm thấy da đầu hơi lạnh, tên Long Tông Toàn này không biết sống chết, lần này có lẽ sẽ bị Tề Đằng Nhàn chỉnh đến chết. Sau khi nói xong câu này, ông ta không nhiều lời nữa, vẫy tay chào rồi mang theo người rời đi. Tề Đằng Nhàn híp mắt nói, giám đốc Long, kiên nhẫn của tôi có hạn, cho ông cơ hội cuối. Nếu ông không gọi được người đến giẫm chết tôi, vậy tôi phải đưa ông vào nhà xác rồi. Ông có thể thử xem tôi có phải đang nói giỡn với ông không? Nhìn vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười của Tề Đằng Nhàn, Long Tông Toàn cảm thấy lạnh cả người, ông ta không chút do dự gọi điện cho Dương Lệnh Quang. Chào Chủ tịch Dương, tôi là Long Tông Toàn, tôi suy xét kỹ chuyện đầu tư vào tỉnh Đông Hải, cảm thấy vẫn chưa được. Long Tông Toàn nói, hả, giám đốc Long thay đổi ý định à, này thật sự tốt quá. Dương Lệnh Quang ngạc nhiên, sau đó mặt mày hớn hở nói. Tập đoàn Long Thị của Long Tông Toàn là tập đoàn lớn. Nếu có thể đến tỉnh Đông Hải đầu tư thì đương nhiên hắn hoan nghênh cả hai tay rồi. Long Tông Toàn ho một tiếng, nói, nhưng mà trước đó tôi muốn nhờ Chủ tịch Dương giúp giải quyết chút chuyện. Bây giờ tôi đang ở bệnh viện đứng đầu thành phố Trung Hải do một kẻ xấu làm bị thương, hơn nữa hắn còn muốn lừa bịp tống tiền tôi 100 triệu. Người này có chỗ dựa, tôi gọi hai đám người đều vô dụng, do đó chỉ có thể làm phiền Chủ tịch Dương. Dương Lệnh Quang vừa nghe đã biết Long Tông Toàn gặp phải chuyện không nhỏ, nhưng vì có thể khiến Long Tông Toàn đến tỉnh Đông Hải đầu tư, hắn vẫn gật đồng ý xử lý việc này. Dẫu sao nơi này cũng là tỉnh Đông Hải, dù ít hay nhiều thì ai cũng sẽ cấp cho chút thể diện. Giúp Long Tông Toàn việc này thu được đầu tư của một xí nghiệp chất lượng tốt, nhìn kiểu gì cũng là chuyện có lời. Tiểu tử thối lần này chết chắc rồi, Giê-xu cũng không cứu được cậu, tôi nói cho cậu biết. Sau khi Long Tông Toàn cúp điện thoại, không kìm nổi cơn giận, hết lần này đến lần khác bị sỉ nhục, đã làm tổn thương lòng tự trọng của ông ta. Một nhân vật như Long Tông Toàn, ai đi ngang cũng phải cúi đầu, hôm nay lại bị một tên bụi đời nhục nhã liên tục, và lại những người ông ta gọi tới đều bị hắn dễ dàng xử lý, đây là sao? Nãy Long Tổng gọi điện thoại cho ai? Nếu tôi không nghe nhầm, hình như đó là giọng Chủ tịch Dương. Không sai, chính là Chủ tịch Dương. Vị Long Tổng này chính là chủ tịch của tập đoàn Long Thị ở Đế Đô, tài sản mấy chục tỷ, ai đi qua cũng phải cúi đầu. Mẹ kiếp, đây thật sự là thần tiên đánh nhau, vừa mới gọi tới Hoàng Tiên Sinh, giờ lại gọi cho chủ tịch, châu bò. Mọi người không khỏi cảm thấy kinh ngạc, vừa rồi Hoàng Văn Đào bởi vì tình nghĩa mà bỏ qua cho Tề Đằng Nhàn, điều này khiến mọi người cảm thấy Tề Đằng Nhàn có vận khí tốt. Nhưng hiện tại, Long Tông Toàn gọi một cuộc điện thoại. Người này còn lợi hại hơn Hoàng Văn Đào. Đây là có năng lực như thế nào? Quả thực không dám tưởng tượng. Tề Đằng Nhàn bình tĩnh nói, tôi mặc kệ ông gọi điện thoại cho ai, nhưng phải nhớ kỹ, đây là cơ hội cuối cùng tôi dành cho ông. Cơ hội, ha ha ha. Long Tông Toàn trực tiếp cười to, hai gò má bị biến dạng, đầy vẻ hung ác, nghiến răng nói, tôi sẽ không cho cậu cơ hội gì nữa, tôi bảo đảm, nhất định phải chỉnh chết cậu. Sau khi chỉnh chết cậu, tôi sẽ từ từ chơi đùa vợ của cậu Kiều Thu Mộc, nếu như phế rồi thì trực tiếp ném tới đất nước đang có chiến tranh làm kỹ nữ. Kiều gia, cũng phải chôn cùng đồ ngu xuẩn cậu. Tề Đằng Nhàn cười, nói ông nói ba lời vô nghĩa làm tôi không thích, cho nên, ông muốn giữ được cái mạng chó này, tốt nhất là lấy ra 300 triệu. Nếu không, hôm nay ông dù thế nào cũng không thể ra khỏi đây. Người này là ai, giọng điệu lớn như vậy? Long Tổng chỉ gọi một cuộc điện thoại là mời được Dương Lệnh Quang tới, hắn cho rằng mình có thể đối phó được với Chủ tịch Dương sao? Rõ ràng là không biết sự việc nghiêm trọng bao nhiêu, ỷ vào chính mình có ơn với nhà họ Hoàng thì có thể ở tung hoành ở Trung Hải hả? Tôi nghĩ hắn suy nghĩ nhiều. Chậc chậc, Long Tổng chính là lão đại ở Đế Đô, lại có gia thế lớn,
tên này không biết tốt xấu, khẳng định lát nữa sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Chịu thiệt, cậu sai rồi, tôi nghĩ hắn muốn chết, đoán chắc là ngày mai không nhìn thấy mặt trời. Mọi người thấy Đảng Nhàn lúc này vẫn còn kiêu ngạo, thậm chí muốn thu thêm của Long Tông toàn 300 triệu phí giữ mệnh, thì không khỏi lắc đầu, cảm thấy hắn không biết tốt xấu. Xe chủ tịch Dương tới rồi. Cũng không biết là ai hét lên, hiện trường trực tiếp sôi trào. Các lãnh đạo bệnh viện sửng sốt, không biết chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ trong bệnh viện có chuyện gì khiến chủ tịch không hài lòng, cho nên tới mà không gọi trước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe xong câu này, những người có mặt đều không khỏi kinh ngạc. Thật đúng là gọi chủ tịch tới, Long Tổng thật lợi hại, loại người như vậy không thể trêu vào. Có người khẽ nói. Long Tông toàn kiêu ngạo ngẩng đầu, nhìn Tề Đảng Nhàn nói, họ Tề kia, lần này tôi gọi người tới, đủ để dẫm chết cậu chưa? Khi nói lời này, ông ta rất vênh váo, nhìn chằm chằm Tề Đảng Nhàn, ánh mắt tràn ngập thù hận và kiêu ngạo. Gọi một cuộc điện thoại là có thể mời chủ tịch xuất hiện vì mình, người như vậy, dĩ nhiên là rất lợi hại, không thể phủ nhận được. Nhưng mà Tề Đảng Nhàn lại cảm thấy không có gì, Long Tông toàn gọi điện thoại mời chủ tịch tới đây. Mà ông ta muốn gặp hắn thì phải đích thân tới. Hình như vẫn chưa đủ, nếu đây là át chủ bài mà ông nói, vậy thì trò chơi này không có gì hồi hộp. Tề Đảng Nhàn thản nhiên nói. Sở dĩ hắn giáo huấn Long Tông Toàn, là bởi vì Long Tông Toàn ỷ vào mình có gia thế nên bắt nạt Kiều Thu Mộng thê thảm. Tề Đảng Nhàn muốn cho ông ta biết, như thế nào mới gọi là có gia thế. Tề Đảng Nhàn nói xong, trực tiếp khiến mọi người kinh ngạc, như vậy còn chưa đủ. Bộ dáng giống như khinh thường. Có thể mời chủ tịch tới chống lưng cho mình, ở trong mắt mọi người đó là chuyện lớn, còn trong mắt Tề Đảng Nhàn, lại là khinh thường. Đùa à, Long Tổng mời chủ tịch tới, hắn còn cảm thấy chưa đủ. Không phải hắn ảo tưởng mình là con trai của thủ tướng chứ. Hắn có thể nói mà không cần suy nghĩ. Tôi cảm thấy loại người này hẳn là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, biết Long Tổng sẽ không buông tha cho hắn, nên dứt khoát không cầu xin tha thứ. Nếu kiên cường đến cùng, còn có thể giữ chút thanh danh cùng mặt mũi. Long Tông Toàn cười to, cảm thấy đã nắm chắc phần thắng, nói, còn chưa đủ, vậy cậu cũng nên nói ra gia thế của mình. Gia thế, tôi không có gia thế. Nếu nói về gia thế, thì tôi chính là gia thế lớn nhất. Một mình tôi là đủ rồi. Tề Đảng Nhàn nhìn Long Tông Toàn, giọng bình tĩnh, lời nói so với Long Tông Toàn còn kiêu ngạo hơn vạn lần. Nói ra câu này. Lại lần nữa hiện trường bùng nổ. Không thể không nói, người anh em này giả bộ rất tốt, thua người cũng không thể thua mặt mũi. Chính xác, nói ra lời này thực sự rất cháy, nhưng vô dụng thôi, chết chắc rồi. Thật không hổ danh là vua một đời, đợi chủ tịch tới còn có thể giả bộ được nữa không? Tất cả mọi người không nhịn được cười lên, nhất thời cảm thấy kinh ngạc lại có chút buồn cười, trên đời này làm gì có chuyện kỳ quái đến như vậy, ai có giả bộ cường đại như vậy? Long Tông Toàn cũng cảm thấy buồn cười, lúc trước có một nữ minh tinh nói gả vào nhà giàu. Thì tôi làm nhà giàu đã bị phong sát, giờ lại gặp được tên ngốc cũng nói lời tương tự. Chẳng qua, kết cục của người sau so với người trước chắc chắn thảm hại hơn. Bởi vì, người này đắc tội với ông ta chính là Long Tông Toàn là chủ tịch của tập đoàn Long Thị. Chào Chủ tịch Dương. Hoan nghênh Chủ tịch Dương đến viện chỉ đạo công tác. Nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch Dương đã đến. Nhóm lãnh đạo bệnh viện giật mình, xếp hàng nghênh đón Dương Lệnh Quang, mặt tươi cười, tràn ngập ý tứ nịnh hót. Dương Lệnh Quang vẫy vẫy tay, trực tiếp đi thẳng qua đám người. Long Tông Toàn trực tiếp tiến lên nghênh đón, nói Chủ tịch Dương, cuối cùng ngài cũng tới. Vị này chính là Chủ tịch tỉnh Đông Hải, phải quyết định cho khách nhân đến từ đế đô. Dương Lệnh Quang nghe thấy những lời này, không khỏi nhíu nhíu mày. Dương mắt thì thấy gò má Long Tông Toàn, không khỏi có chút kinh ngạc. Long Tông Toàn đi nơi nào cũng là bộ dáng chủ nhân, lại chịu thiệt ở thành phố Trung Hải nhỏ bé. Mặt bị đánh biến dạng như đầu heo. Trong lòng ông ta vừa buồn cười vừa có chút bực mình, rốt cuộc là ai to gan lớn mật, cư nhiên dám đánh Long Tông Toàn, hay là không biết làm như vậy, sẽ tổn hại đến danh tiếng của tỉnh Đông Hải sao? Nếu chuyện đó truyền ra ngoài, những doanh nghiệp lớn, còn có ai đến tỉnh Đông Hải đầu tư? Thấy lãnh đạo Dương Lệnh Quang với khí chất đáng kinh ngạc, những người có mặt ở đây đều im lặng, thậm chí không dám thì thầm. Long Tổng, ông cứ mạnh tay làm đi,
tôi sẽ hỗ trợ cho ông. Lúc này Dương Lệnh Quang mới nói. Những lời của Dương Lệnh Quang nói cho Long Tông Toàn hiển nhiên là không rõ ràng, chỉ cần buông tay trả thù có chuyện gì thì ông ta cũng sẽ bao che. Long Tông Toàn sau khi nghe xong thì tinh thần lập tức phấn chấn. Ha 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 ha, tốt, có lời của Chủ tịch Dương nói ta có thể yên tâm. Vốn đầu tư tuyệt đối sẽ không hoãn lại. Long Tông Toàn vỗ ngực một cái trịnh trọng nói. Khi này Tề Đẳng Nhàn đã đi ra ngoài lãnh đạm nói, nếu Chủ tịch Dương muốn ủng hộ đồ vô liêm sỉ như Long Tông Toàn chẳng khác nào làm thiệt hại doanh nhân lớn ở Đông Hải. Cách làm như vậy tôi rất khó ủng hộ. Có thể ngài Bogdanov cũng nhận xét như vậy nếu đến lúc đó vốn đầu tư bị rút về ta nói gì cũng không tốt khiến cho. Câu nói của Tề Đẳng Nhàn dứt khoát làm cho mọi người ở hiện trường cười ồ lên. Điều này thật buồn cười, tại sao hắn nghĩ bản thân có thể đại diện cho các doanh nhân ở tỉnh Đông Hải. Dương Lệnh Quang vì lời nói của Tề Đẳng Nhàn trực tiếp ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời não ông ta trở nên to hơn. Người này đúng là nhân tố không ổn định mới đánh hai người Ivanov và Bogdanov, lúc này lại đánh Long Tông Toàn. Mới được bao lâu phỏng chừng hắn có xu hướng bạo lực. Thật nực cười, cậu cho rằng bản thân cậu có cái gì để đại diện cho các doanh nhân ở tỉnh Đông Hải. Cậu cho rằng tổng tài của tập đoàn quốc tế Phi Tuyết sẽ bằng lòng quan tâm ý kiến của cậu sao? Cậu chỉ là con rể của Kiều gia, một phế vật cũng dám nói lời ngông cuồng. Long Tông Toàn khinh thường nở nụ cười nhạt, cậu vừa nghe Chủ tịch Dương nói, cậu nói xem giải quyết như thế nào. Tề Đẳng Nhàn nói, nếu Chủ tịch Dương đã đến tôi cũng sẽ cho Chủ tịch Dương một ít thể diện. Cậu không cần nằm thẳng cẳng trong phòng xác, nhưng cậu phải lấy ra 400 triệu nhân dân tệ tiền bồi thường. Khi nói chuyện hắn tiến một bước đến vù vù một tiếng, mặt đất rung động. Mọi người không khỏi kinh ngạc, người này thật can đảm. Chẳng lẽ hắn còn định đánh trước mặt tổng giám đốc sao? Cậu thật to gan. Long Tông Toàn cảm nhận được khí thế của Tề Đẳng Nhàn không khỏi bị dọa sợ run rẩy, có chút há hốc mồm. Dương Lệnh Quang đang ở đây, chẳng lẽ hắn còn định làm gì với ông ta? Lúc này Dương Lệnh Quang ho một tiếng cười nói, cậu Tề cần gì phải ầm ĩ như vậy? Mọi người đều trong lĩnh vực kinh doanh ngẩng đầu lên cũng không thấy cậu. Long Tông Toàn suy nghĩ rối bởi Dương Lệnh Quang thay đổi làm cho ông ta không kịp đề phòng. Vừa rồi còn hỗ trợ ông ta trả thù, gọi ngay bây giờ nổi lên cùng bài tới. Chấm than. Đúng vậy, tôi sẵn lòng cho Chủ tịch Dương Lệnh Quang chút sĩ diện, cho phép ông ta bồi thường 400 triệu tệ, chuyện này coi như không có gì. Tề Đẳng Nhàn khẽ mỉm cười nói. 400 triệu. Dương Lệnh Quang cau mày, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn giọng điệu quá lớn, cái này không phải là đòi hỏi quá nhiều sao? Tề Đẳng Nhàn lãnh nhạt nói, hôm nay Sở Băng và Kiều Thu Mộng cùng tham gia cuộc họp thu hút vốn, Sở Băng vận mệnh không tốt bị Thương Long Tổng đổ tội lên đầu Kiều Thu Mộng. Ông ta không nói nhiều lời trực tiếp đánh người đến nhập viện. Hơn nữa còn hung hăng dọa người đến chết. Chủ tịch Dương cảm thấy việc tôi muốn 400 triệu tiền bồi thường là quá đáng sao? Dương Làm nghe hết sạch đến đông đủ, bình thường lời này cũng biết, giá hơn phân nửa là đối phương lằn danh, nếu là Rồng Tông Toàn không muốn cầm tiền thỏa hiệp, vậy sợ rằng là thật muốn xảy ra chuyện. Long Tông Toàn giận dữ nói, Chủ tịch Dương hắn chính là đòi hỏi nhiều. Cái này đơn thuần là tống tiền, tôi nhất định sẽ không đồng ý. Tề Đẳng Nhàn nói, nếu Long Tổng cảm thấy 400 triệu quý hơn mạng sống của mình thì không cần trả tiền, nhưng sau này chỉ cần cẩn thận chút là được. Long Tông Toàn đã từng thấy qua năng lực của Tề Đẳng Nhàn, bây giờ lại nghe hắn nói ông ta cảm thấy toàn thân có chút lạnh run. Như vậy Long Tổng có chút quá đáng, tôi không nên đứng về phía ai. Dương Lệnh Quang nói. Long Tông Toàn sững sờ tại chỗ, sao có thể như vậy? Tốc độ lật mặt so với Hoàng Văn Đào còn nhanh hơn nhiều. Những người có mặt tại đây không khỏi ngạc nhiên, không nghĩ chủ tịch tới lại có kết quả như vậy. Xem ra Tề Đẳng Nhàn nói thân thế của hắn không có phóng đại mà thực sự là vậy. Long Tổng đây eo ân oán cá nhân của ngài và Tề Tổng cũng không có thổi phồng mà thực sự như thế. Các người tự mình giải quyết đi. Cuối cùng Dương Lệnh Quang cũng nói bày ra thái độ bỏ mặc. Tề Đẳng Nhàn cười một tiếng nói, anh Bogdanov tất nhiên sẽ khen ngợi thái độ công bằng ngay thẳng của ông chủ tịch, anh ta sẽ không thay đổi quyết định đầu tư vào tỉnh Đông Hải. Dương Lệnh Quang gật đầu không nói gì, nhưng trong lòng khó chịu, dẫu sao thì lời nói của Tề Đẳng Nhàn cũng có chút đe dọa. Mặc dù Long Tông Toàn cũng là doanh nhân lớn, nhưng đơn giản là ông ta không đủ so với con trai của nhà tài phiệt có ảnh hưởng quốc tế và chính trị như Bogdanov.
vì lợi ích của Long Tông Toàn mà mất khoảng đầu tư của Bogdanov thật sự không đáng. Hơn nữa, đủ bình thường người này là một lăn lộn không keo kiệt, cũng dám ở dẫn tư đại sẽ trực tiếp mở miệng xịt hắn cái này chủ tịch đích, nếu là một hồi xích mích, thật đúng là không nhất định sẽ cho mình mặt mũi. Lúc này Long Tông Toàn thực sự sợ hãi đứng lên, cơ thể không khỏi run rẩy, ánh mắt nhìn Tề Đảng Nhàn tràn đầy lo sợ, sợ cái tát thứ ba sẽ trực tiếp giáng lên mặt ông ta. Long Tổng muốn đưa tiền hay đi làm khách nhà xác? Tôi cho Long Tổng một cơ hội lựa chọn. Lần này tôi sẽ không nương tay. Khi nói điều này Tề Đảng Nhàn trông vô cùng hung dữ và đằng đằng sát khí, nhìn qua trông giống như con hổ muốn ăn thịt người. Long Tông Toàn sợ hãi run rẩy đột nhiên nói, ta đưa tiền sẵn lòng bồi thường tổn hại cho Kiều Thu Tỷ. Tề Đảng Nhàn lãnh đạm nói, 400 triệu. Ta lập tức chuyển 400 triệu. Long Tổng nói, ngay cả Dương Lệnh Quang là thủ tỉnh của tỉnh cũng mặc kệ chuyện này, hoàn toàn không có dũng khí tiếp tục khiêu chiến cùng Tề Đảng Nhàn, nếu cứ như vậy chỉ sợ ông ta cũng bị đánh chết. Sau khi nghe lời nói của Long Tông Toàn, Tề Đảng Nhàn hài lòng gật đầu, sau đó quay sang Kiều Quốc Đào nói, chú Kiều hãy đưa tài khoản cho cháu. Kiều Quốc Đào đứng đó nhìn thấy Tề Đảng Nhàn xoay chuyển mọi chuyện đại sát tứ phương, lúc này tự nhiên bị Tề Đảng Nhàn gọi không khỏi luống cuống. Cháu muốn tài khoản của chú sao? Kiều Quốc Đào ngạc nhiên nói. Kiều Quốc Đào đưa số tài khoản của mình một cách đờ đẫn, Long Tông Toàn ngay lập tức chuyển tiền. Nhìn dáng vẻ lo sợ của Long Tông Toàn, đáy lòng Kiều Quốc Đào cảm thấy nuối tiếc, tại sao lại đồng ý cho con gái ly hôn với Tề Đảng Nhàn. Về tình cảm và lý trí thì không nên. Dẫu sao Kiều gia có thể trở thành như ngày hôm nay cũng nhờ không ít lòng tốt của cha Tề Đảng Nhàn. Tinh! Điện thoại vang lên, Kiều Quốc Đào nhìn một dãy số không trong lòng cảm giác không chân thật. Chương 309. 400 triệu nhẹ nhàng được chuyển vào tài khoản của Kiều Quốc Đào, phải biết rằng, tập đoàn Kiều Thị kinh doanh nhiều năm như vậy, nhưng bây giờ tài sản cũng chỉ có 700-800 triệu thôi. Tề Đảng Nhàn tùy tiện chỉnh đốn một người, thậm chí còn tát đối phương mấy cái, nhưng vẫn có thể khiến đối phương chắp tay cung kính dâng 400 triệu. Đây không thật lắm. Trong lòng Kiều Quốc Đào không khỏi cười khổ, trong lòng có rất nhiều ý nghĩ tạp nham, khiến đầu óc ông hỗn loạn. Dương Lệnh Quang ho khan một tiếng nhẹ nhàng, nói với Tề Đảng Nhàn, Tề Tổng, nếu Long Tổng đã bồi thường 400 triệu rồi, thì chuyện này có phải nên bỏ qua không? Tề Đảng Nhàn gật đầu lạnh lùng, hắn nói với giọng điệu bình thản, hy vọng lần sau Long Tổng có thể thêm một con mắt, đừng đụng chạm vào tôi và người của tôi, nếu không lần sau sẽ không thể dùng tiền để giải quyết mọi chuyện. Long Tông Toàn đã bị thủ đoạn kinh khủng của Tề Đảng Nhàn làm sợ tới mức nát cả lá gan, hoảng sợ gật đầu, ông ta nói, vâng vâng vâng, Tề Tổng yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm như vậy nữa. Cút, Tề Đảng Nhàn nâng mí mắt, hời hợt nói. Long Tông Toàn không nói lời nào, chật vật khó khăn dẫn người của mình rời khỏi đây. Dương Lệnh Quang mỉm cười chắp tay lại, sau đó cũng dẫn người của mình rời khỏi. Thế nào, góp vui chưa đủ nữa à? Muốn tôi mời các người xem một trận nữa? Tề Đảng Nhàn quét quanh đám người đang vây xem, lạnh nhạt hỏi. Ồn ào. Vừa nói dứt câu, mọi người đã tản đi giống như đám chim thú. Một người đáng sợ như Tề Đảng Nhàn, bọn họ không dám trêu chọc, ngay cả Long Tông Toàn cũng bị chỉnh đốn như một con chó. Chủ tịch Dương, hôm nay anh không có nghĩa khí chút nào. Sau khi Long Tông Toàn đứng trước cửa bệnh viện nhìn thấy Dương Lệnh Quang, sắc mặt trở nên khó coi. Long Tổng, thật ra cũng không thể trách tôi, chỉ có thể trách anh đã đắc tội người không nên đắc tội. Dương Lệnh Quang trầm giọng nói. Long Tông Toàn nhíu mày nói, cậu ta có bối cảnh thế nào? Dương Lệnh Quang giật giật khóe miệng, sau đó nói, con trai của đại thiếu gia Tề gia ở Đế Đô, đại trưởng lão Phó Phong Vân thuộc chiến bộ cũng phải 3 lần 7 lượt mới mời được, anh còn muốn nghe nữa không? Đại thiếu gia Tề gia ở Đế Đô, ông ta còn chưa có chết. Năm đó ông ta giết người đến điên. Sau khi Long Tông Toàn nghe được lời này, lập tức sởn tóc gáy, nổi da gà. Ánh mắt Dương Lệnh Quang không khỏi trở nên thâm trầm, cười nói, đúng vậy, nếu anh muốn trêu chọc con của ông ta, vậy thì đừng có kéo theo tôi. Long Tông Toàn không dám nói tiếp nữa. Đế Đô vào mười mấy năm trước, buổi tối ngày đó, máu chảy thành sông. Đến nay vẫn là điều cấm kỵ mà các gia tộc lớn mạnh không muốn nhắc tới. Tất cả mọi người làm như vậy là bởi vì người đàn ông Tề bất ngữ của Tề gia. Nếu là con trai của tên kiên họ Tề, vậy tôi. Ha ha, nhận thua thôi.
khóe miệng Long Tông Toàn giật giật nói ra một câu như thế. Đúng là vừa rồi ông ta nhận thua, nhưng không đại biểu cho ông ta không muốn trả thù, giờ phút này nghe Dương Lệnh Quang nói ra thân phận của Tề Đẳng Nhàn, thì hoàn toàn bóp chết ý nghĩ tìm đường chết. Nếu thật sự là con trai của tên điên Tề Bất Ngữ gây ra chuyện vào mười mấy năm trước ở Đế Đô, vậy trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được ông ta. Năm đó mấy tên bị Tề Bất Ngữ theo dõi, chạy trốn thẳng tới cổng lớn của quốc hội, kết quả vẫn bị chính tay Tề Bất Ngữ đâm chết. Dương Lệnh Quang cười khinh miệt, đồng thời trong lòng cũng cảm thán, Tề Đẳng Nhàn không hổ là con trai của tên điên họ Tề, tính nết giống y như nhau, thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém. Quay lại Tề Đẳng Nhàn ở phòng bệnh, hắn lại làm liên lụy đến Kiều Thu Mộng. Điều này khiến Tề Đẳng Nhàn có chút đau đầu, nhưng Tôn Thanh Huyền đã nhắc nhở, tuyệt đối không được làm cô ta kích động, cũng đừng nói mấy lời kích động cô ta, nếu không sẽ ảnh hưởng tới khả năng khôi phục sau này. À, thật ra tôi là chồng trước của cô. Tề Đẳng Nhàn nhìn Kiều Thu Mộng đang ôm lấy cánh tay chính mình, trong lòng không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Bàng Tú Tân ở một bên mỉm cười nói với Kiều Quốc Đào, ông xem, rất xứng đôi. Sắc mặt Kiều Quốc Đào không khỏi có chút khó coi, lạnh lùng nói, lúc trước bà không có nói như vậy mà. Nếu không thì sao lại phiền phức như ngày hôm nay? Bàng Tú Vân có địa vị rất cao trong nhà thế mà lại bị một câu nói này làm mặt đỏ tai hồng, một câu cũng không nói được. Chồng ơi, anh đã chỉnh đốn lại đám người bắt nạt em. Kiều Thu Mộng vui vẻ nói. Ừ, đó là đương nhiên, Tề Đẳng Nhàn đáp lại. Em biết bản lĩnh của chồng rất lớn, che chở em rất nhiều lần. Kiều Thu Mộng liên tục cọ sát trên cánh tay hắn. Tề Đẳng Nhàn nhìn dáng vẻ này của Kiều Thu Mộng, cũng không khỏi dâng lên cảm xúc muốn bảo vệ cô ta, trong lòng cũng khó tránh dâng lên mấy câu nói mà mình đã từng nói qua. Tôi muốn tất cả. Sau đó, Tề Đẳng Nhàn không tự giác được mà siết chặt tay chính mình. Tề Đẳng Nhàn ở bệnh viện một đêm, ngày hôm sau mới đến công ty để điểm danh. Tuy rằng Kiều Thu Mộng rất dính hắn, nhưng vẫn hiểu rõ lý lẽ, nói với vẻ thoải mái hào phóng, vậy anh cứ đi kiếm tiền để nuôi gia đình, em sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Nhìn đến Tề Đẳng Nhàn ngây người cả ngày, Lý Vân Uyển không khỏi có chút nghi ngờ. Hôm nay anh bị làm sao vậy, cứ có cảm giác hồn vía lên mây. Xảy ra chuyện gì à, nói em nghe thử xem. Lý Vân Uyển bước vào văn phòng của Tề Đẳng Nhàn, cô ta đi thẳng vào vấn đề. Không có việc gì, em khóa cửa lại đã, Tề Đẳng Nhàn nói. Lý Vân Uyển khóa cửa trong sự nghi ngờ, cho rằng hắn có chuyện quan trọng muốn nói với chính mình. Sau khi Tề Đẳng Nhàn thấy cửa đã khóa lại, trực tiếp tắt điện thoại, rút chui điện thoại bàn ở văn phòng, duỗi tay ôm Lý Vân Uyển đi về phía sofa. Anh, sắc mặt Lý Vân Uyển đỏ bừng, ý thức được tên biến thái này đang định làm gì. Không được từ chối, Tề Đẳng Nhàn bá đạo nói, không cho cô ta cơ hội từ chối. Lý Vân Uyển nghĩ có phải chính mình dành thời gian ở bên mẹ già nên lạnh nhạt với hắn, hơn nữa mẹ già đã tạo cho hắn một lớn áp lực tâm lý quá lớn nên mới như vậy không? Cô ta nói, đừng quậy, đêm nay về Vân Đỉnh Sơn Trang với anh là được chứ gì. Ngược lại Tề Đẳng Nhàn bị lời này làm hoảng sợ. Hôm nay mình phải đến bệnh viện, Lý Vân Uyển muốn về nhà của mình, vậy không phải sẽ bị lòi đuôi à? Không thể, tôi chờ không nổi nữa rồi. Tề Đẳng Nhàn không cho cơ hội thỏa hiệp. Một giờ sau, Lý Vân Uyển bước ra văn phòng với sắc mặt đỏ bừng, nhưng quần áo trên người rất chỉnh tề, chẳng qua tất chân trên đùi đã không thấy đâu. Cầm thú, cô ta không khỏi mắng một tiếng, cảm thấy tên này càng ngày càng to gan lớn mật. Đi được hai bước đã nhìn thấy Dương Quan Quan đang đi đến, thấy thế cô ta hỏi, Vân Uyển, Tề Tổng đâu? Tôi gọi hắn mấy cuộc điện thoại cũng không có ai bắt máy, chỗ này có vài văn kiện chờ hắn ký tên. Hắn ở trong văn phòng, cô cứ trực tiếp đến tìm hắn. Lý Vân Uyển nói mà mặt không đổi sắc tim không nhảy, dù sao cũng có thể giả mạo yêu tinh nữ Hải Vương. Dương Quan Quan ân cần nói, gần đây rất lạnh, cô phải mặc nhiều đồ một chút, nhớ mang tất chân tránh bị cảm lạnh. Tim Lý Vân Uyển đập nhanh ngay lập tức, ho khan một tiếng, nói, ừ, cảm ơn đã nhắc nhở, tôi có việc bận nên đi trước. Dương Quan Quan cứ cảm thấy có chỗ không thích hợp, đi vào văn phòng, thì nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn bình chân như vậy đang nằm trên ghế ông chủ, hai chân đặt trên bàn làm việc, vẻ mặt vừa lòng. Tề Tổng, ở đây có vài văn kiện cần anh ký tên. Dương Quan Quan đặt văn kiện tới trước mặt Tề Đẳng Nhàn, cảm giác trong văn phòng có gió lạnh thổi vào. Thế mà cửa sổ lại đang mở ra. Trong lòng cô ta cảm thấy kỳ lạ,
trời lạnh như vậy, mà cửa sổ lại mở lớn như thế, không sợ lạnh à? Sau đó, ánh mắt của cô ta đảo sang nơi khác, nhìn thấy cái thùng rác bên cạnh sofa hình như có một sợi vải đen bị vứt. Nhìn thấy những thứ này, cho dù là Dương Quan Quan chưa bao giờ ăn thịt lợn cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Hơn nữa, ở nơi như Mễ Quốc, những thứ như vậy rất cởi mở, lúc đêm khuya đều có các kênh người lớn có thể xem. Tề Tổng, anh nên chú ý ảnh hưởng một chút, dù sao đây cũng là công ty. Dương Quan Quan hơi không hài lòng mà nói. Ha, thư ký nhỏ như cô còn dạy dỗ cho ông chủ à? Tề Đảng Nhàn khó chịu nói, nhưng vẫn bỏ chân ở trên bàn làm việc xuống. Hắn cho rằng Dương Quan Quan chẳng qua là đang phàn nàn về tư thế ngồi không đẹp của mình, cũng chẳng nghĩ sâu xa. Dương Quan Quan đợi Tề Đảng Nhàn ký xong, hừ lạnh một tiếng, ôm văn kiện rời đi, miệng không quên chửi một câu tên háo sắc. Cái câu lão háo sắc này khiến Tề Đảng Nhàn không giải thích nổi, hình như vừa rồi bản thân cũng chưa làm chuyện gì mà. Đôi mắt cũng vẫn luôn thành thật. Cô thư ký này hình như được ưu ái quá rồi thì phải, không có việc gì mà lại mắng sếp của mình thế. Có vẻ gần đây lại phải nặng tay với cô ta. Vân Uyển cũng làm càn quá rồi, vậy mà lại ở trong văn phòng với anh ta, nhưng cô ấy không phải là người phóng khoáng như thế. Dương Quan Quan nghĩ, chắc chắn là cái lão háo sắc Tề Đảng Nhàn này đã cưỡng ép cô ấy, thằng chó đáng ghét. Dương Quan Quan phàn nàn trong lòng, đồng thời còn có chút cảm xúc hỗn loạn không thể hiểu nổi, khiến cả người không vui, cả ngày không có tâm trạng làm việc. Tề Đảng Nhàn đang ngồi trong phòng làm việc thì đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại không thể hiểu nổi, lập tức đứng dậy từ trên ghế, cả người rung lên, vội trốn xuống gầm bàn. Vừa rồi có lẽ là bị một khẩu súng bắn tỉa ngắm trúng. Xem ra đúng là có người bắt đầu lo rằng tập đoàn Hướng Thị sẽ mang đến rắc rối cho liên minh thương nghiệp Từ Thị. Định diệt trừ mình, nguồn sức mạnh của tập đoàn Hướng Thị trước sao? Tề Đảng Nhàn thu mình trốn dưới gầm bàn, trong lòng lại không hề căng thẳng, bởi vì hắn sớm đã đoán trước rằng ngày này sẽ đến. Người luyện võ, khi tu luyện đến cao thâm, thỉnh thoảng sẽ có linh cảm, có thể nhận thấy trước nguy hiểm, vì vậy cảm nhận được gió thu trước khi lay động. Lúc nãy ra đầu tê dại, toàn thân run rẩy, đó là dấu hiệu của nguy hiểm, hiển nhiên là bị súng bắn tỉa ngắm. Hừm, có vẻ như Hướng Đông Tinh bên đó cũng sẽ gặp rắc rối, dạo này phải nhắc cô ta cẩn thận một chút. Tề Đảng Nhàn thầm nghĩ. Sau khi đợi khoảng nửa phút, cảm giác nguy hiểm dần biến mất, Tề Đảng Nhàn mới chui lên khỏi gầm bàn. Sau đó, hắn bước đến bên cửa sổ, nhân cơ hội đóng cửa sổ và kéo rèm lại để tránh bị bắt được. Liên minh doanh nghiệp Từ Thị không đơn giản chỉ do Từ Ngạo Tuyết đứng đầu, mà trong đó còn có vốn của tập đoàn Hổ Môn, thậm chí cả vốn của Ngọc Gia Đế Đô, cũng như các nguồn vốn được đầu tư bởi nhiều thế lực. Họ muốn chia miếng bánh lớn Hướng Thị này. Bây giờ, khi thấy chiếc bánh lớn này hơi có chiều hướng biến thành một con dao, điều này rõ ràng đã cho một số nhà đầu tư dấu hiệu cảnh báo và họ chỉ đơn giản là chuẩn bị để làm cho mọi thứ trở nên đảm bảo hơn. Trong 3 ngày liên tiếp, Tề Đảng Nhàn đều đi làm vào ban ngày, ban đêm thì đến bệnh viện với Kiều Thu Mộng. Không còn cách nào, hắn có lúc muốn lười biếng, nhưng nếu đến giờ rồi mà hắn vẫn chưa đến, tâm trạng của Kiều Thu Mộng sẽ trở nên không ổn định. Kiều Thu Mộng bên đó sẽ ngay lập tức gọi điện thoại nài nỉ Tề Đảng Nhàn đến bệnh viện, thế nên Tề Đảng Nhàn đành phải kiên nhẫn đi đi lại lại cả hai nơi. Chồng à, bác sĩ bảo 2 ngày nữa tôi có thể xuất viện rồi đấy. Kiều Thu Mộng vui vẻ nói, từ giờ trở đi ngày nào tôi cũng có thể ở nhà đợi anh rồi, đợi khi anh tan làm cho anh một bàn đầy đồ ăn ngon. Tề Đảng Nhàn chỉ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Đến khi Lý Vân Uyển trấn an mẹ cô ta bên kia, chắc chắn cũng sẽ quay lại. Nếu Kiều Thu Mộng và Lý Vân Uyển chạm mặt, vậy chẳng phải là chiến trường thảm khốc cuối cùng sao? Hơn nữa, còn rất có khả năng gây ra một số kích thích không tốt cho Kiều Thu Mộng. Không không, tôi cảm thấy phụ nữ trong thời đại mới không đơn giản chỉ là nội trợ trong gia đình. Họ càng nên có cá tính, sự nghiệp và lý tưởng riêng, trong lòng có núi có sông có biển. Chứ không phải là bị gò bó trong căn bếp và tình yêu. Cho nên, tôi hy vọng cô có sự nghiệp của bản thân và khiến mình trở nên hấp dẫn hơn. Tề Đảng Nhàn lập tức giảng giải với vẻ mặt nghiêm túc, nói, đừng quên, cô còn là chủ tịch của tập đoàn Kiều Thị, cần tập trung vào công việc của mình trước. Kiều Thu Mộng bị lời nói đó làm cho sững sờ, trong lòng anh có cả núi sông biển cả, chứ không phải bị giam hãm trong căn bếp và tình yêu.
Chồng mình thế mà lại nói chuyện văn vở vậy sao? Không hổ là chồng của tôi. Treo Chia Manning vui vẻ nói, được, vậy tôi nhất định sẽ cố gắng. Tề Đẳng Nhàn thở phào nhẹ nhõm. Kiều Thu Mộng nói, nhưng cũng sẽ không làm chậm chế việc tôi nấu cơm cho anh đâu. Điều kiện đầu tiên để khóa chặt trái tim của một người đàn ông là khóa chặt dạ dày anh ta. Tề Đẳng Nhàn đau đầu bất lực. Kiều Thu Mộng lại nhíu mày và nói, nhưng mà, hình như tôi không biết nấu ăn. Tề Đẳng Nhàn thả lỏng chân mày. Kiều Thu Mộng nói tiếp, nhưng tôi có thể học, đến lúc đó sẽ làm cho anh cùng các con ăn. Tề Đẳng Nhàn cười khổ, đoạn trò chuyện này có thể đừng vòng vo như này hay không, làm trái tim người ta rất khó chịu đó. Ông xã, anh lại đây. Kiều Thu Mộng mỉm cười với Tề Đẳng Nhàn. Hử, Tề Đẳng Nhàn đi tới. Kiều Thu Mộng vòng tay qua cổ hắn, nhắm mắt lại, đỏ mặt nói, bố mẹ bây giờ không có ở đây. Anh đã lâu rồi không hôn tôi. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, thầm nghĩ, mình trước kia đã hôn cô ta sao? Ngay khi hắn đang suy nghĩ lung tung, đôi môi ẩm ướt của Kiều Thu Mộng đã áp sát, động tác của cô ta vụng về và non nớt, thậm chí răng đụng vào còn làm môi đau. Sự non nớt khác thường này cũng khiến Kiều Thu Mộng không khỏi cau mày, nhận ra có gì đó sai sai, nhưng lại không thể nói rõ chỗ nào không ổn. Tề Đẳng Nhàn không phải loại người khách sáo từ chối, hơn nữa đây lại là Kiều Thu Mộng chủ động đưa tới cửa, cho nên hắn lập tức rất vui lòng đón nhận nụ hôn đầu tiên này. Đương nhiên, hương vị này không thể là vị thịt gà giòn giòn, mà là ngọt ngọt mềm mềm, giống như ăn thạch, sau khi cắn qua một lớp ngoài của thạch, phát hiện bên trong có đầy một lớp mật ong dẻo quánh đậm đặc, khiến người ta ngọt đến rụng răng. Hình như chấn thương này khiến tôi quên rất nhiều thứ, ngay cả cách hôn cũng vậy. May mà chồng vẫn nhớ, Kiều Thu Mộng đỏ mặt nói, dựa đầu lên cằm Tề Đẳng Nhàn, thở hổn hà hổn hển. Tề Đẳng Nhàn lại nghĩ thầm, thật hổ thẹn, toàn bộ kỹ thuật của tôi là cùng Lý Vân Uyển luyện tập mà ra. Đợi sau khi Kiều Thu Mộng thở gấp một hơi, nhắm mắt lại và hơi ngước khuôn mặt xinh đẹp lên. Đúng là gây nghiện. Dù sao thì ý nghĩ mình muốn tất cả từ lâu đã có trong đầu nên Tề Đẳng Nhàn đương nhiên sẽ không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, dứt khoát ăn miếng đậu phụ nóng hổi được đưa đến miệng. Đợi cô ta hồi phục bình thường rồi, chắc là sẽ không muốn chém chết mình đâu nhỉ. Dù sao thì cô ta mất trí nhớ nhưng vẫn không quên mình, mà còn vẫn coi mình là chồng, chứng tỏ rằng trong tim cô ta nhất định có mình. Tề Đẳng Nhàn trong lòng đã bắt đầu lo trước tính sau rồi. Đến lúc đó làm thế nào để cân bằng giữa Kiều Thu Mộng và Lý Vân Uyển? Đây là vấn đề lớn nhất, nhưng, cũng không phải là không giải quyết được. Ngay cả nhiều tội phạm hung ác như vậy đều phải ngoan ngoãn khuất phục ta, vẫn không thể tin được mình không thể xử lý chút chuyện này. Tề Đẳng Nhàn nghĩ thầm, hạ quyết tâm trở thành một thằng đàn ông tồi. Một ngày nữa là Kiều Thu Mộng xuất viện rồi, Tề Đẳng Nhàn cảm thấy chiến trường ác liệt hình như gần mình hơn một bước. Loại phụ nữ khôn khéo như Lý Vân Uyển đương nhiên sẽ không thể không nhận ra sự khác thường của Tề Đẳng Nhàn, cô ta luôn cảm thấy thái độ Tề Đẳng Nhàn đối xử với mình không còn được nóng bỏng như lúc trước. Nhưng tình cảm lại không giảm, dường như là đã không còn chủ động nhiều như trước nữa. Sau đó Tề Đẳng Nhàn nhận ra rằng Lý Vân Uyển thường xuyên tìm cớ để kiểm tra điện thoại di động của hắn, thậm chí cô ta còn chủ động ngồi vào trong lòng ngực hắn, vừa thân mật vừa dùng cái mũi để ngửi khắp nơi giống như một con chó. Dường như đang muốn tìm mùi nước hoa mà chính mình đã tự tưởng tượng. Hử, tại sao trên người anh lại có mùi nước hoa? Lý Vân Uyển cố tình hỏi. Có à, Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh hỏi ngược lại. Lý Vân Uyển buông lỏng sự đề phòng, cẩn thận ngửi lại một lần nữa rồi nói, hình như là mùi nước sát trùng ở bệnh viện. Tề Đẳng Nhàn nói, ừ, gần đây một người bạn của tôi bị bệnh, thế nên không ít lần đến bệnh viện thăm. Nếu là mùi sát trùng thì Lý Vân Uyển sẽ không nghĩ quá nhiều, sau khi chớp mắt cũng không truy cứu lai lịch của mùi hương này. Nhưng mà cô ta đã quên một điều, Tề Đẳng Nhàn kỳ lạ như thế thì làm sao có bạn được. Anh Tề, em nghe bạn em nói đã nhìn thấy anh đi dạo phố với một người con gái. Đột ngột Lý Vân Uyển nói. Nhảm nhí, mấy ngày qua ông đây không có đi dạo phố. Tề Đẳng Nhàn cười khẩy một tiếng, có phải em đang nghi ngờ tôi không? Không có, Lý Vân Uyển lắc đầu mỉm cười. Nếu Tề Đẳng Nhàn lấy cớ đi dạo với Hướng Đông Tình hoặc là người khác, thì chắc chắn Lý Vân Uyển sẽ tiếp tục nghi ngờ hơn nữa. Nhưng Tề Đẳng Nhàn lại nói thẳng bản thân không có đi dạo phố, khiến Lý Vân Uyển càng thêm yên tâm.
Tề Đẳng Nhàn nói, tại sao hôm nay em lại kỳ lạ như vậy? Lý Vân Uyển nói, kỳ lạ chỗ nào? Chẳng qua là em cảm thấy anh có chỗ không đúng, dường như gần đây sự nhiệt tình của anh dành cho em đã giảm rồi. Tề Đẳng Nhàn nói, sao có thể như vậy, chỉ là do gần đây em luôn ở bên cạnh mẹ của em, thế nên chúng ta không thể ở bên cạnh nhau. Lý Vân Uyển lấy một cây bút máy từ trong túi ra tặng cho Tề Đẳng Nhàn, cô ta nói, tặng anh, em cố ý đặt mua bút máy Parker phiên bản giới hạn trên mạng, nó rất rất quý giá. Tề Đẳng Nhàn nhận lấy không chút khách khí. Lý Vân Uyển nói tiếp, hai ngày nữa sẽ là sinh nhật của em, anh hãy chuẩn bị để gặp mặt mẹ của em. Ừ, không cần phải lo lắng, Tề Đẳng Nhàn trả lời bằng giọng điệu bình thản. Sau khi tan làm thì Tề Đẳng Nhàn nhận được điện thoại của Kiều Thu Mộng. Tề Đẳng Nhàn đành chạy đến nhà họ Kiều, sắc mặt của Kiều Thu Mộng đã hồng hào hơn trước, băng gạc trên đầu cũng đã tháo xuống, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn đau đầu. Chồng ơi, đây là quà em tặng cho anh. Sau khi Kiều Thu Mộng nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn bước vào, ngay lập tức cô ta lấy một món quà đắt tiền từ trong túi ra. Tề Đẳng Nhàn vươn tay nhận lấy rồi nói, a, cảm ơn em. Sau đó hắn phát hiện Kiều Thu Mộng đang nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt, hắn không khỏi ngây người. Kiều Thu Mộng thất vọng nói, không có quà tặng em ư. Hôm nay là ngày kỷ niệm chúng ta gặp nhau. Tề Đẳng Nhàn không khỏi ngây người thêm lần nữa, còn có chuyện này nữa à? Chắc Thu Mộng đang nói đến ngày đầu tiên các cháu gặp nhau khi còn nhỏ. Cháu không nhớ. Không ngờ là cô ấy vẫn còn nhớ rõ ngày này. Ha ha, Thu Mộng con cứ yên tâm, nhất định Đẳng Nhàn sẽ chuẩn bị quà cho con. Kiến Quốc Đào vừa giải thích vừa giảng hòa thay cho Tề Đẳng Nhàn. Kiều Thu Mộng nhìn Tề Đẳng Nhàn, cô ta nói, thật ư. Hẳn là anh vẫn còn nhớ, thế nên anh mới chuẩn bị quà cho em. Tề Đẳng Nhàn vuốt lòng ngực của chính mình ngay lập tức, nói rất chắc nịch, chắc chắn rồi, sao anh có thể không chuẩn bị quà cho em. Sau khi nói xong lời này, hắn sờ túi của chính mình, trực tiếp móc ra cây bút Parker được tặng bởi Lý Vân Uyển rồi đưa cho Kiều Thu Mộng. Em nhìn này, đây là cây bút máy phiên bản giới hạn mà anh đã chuẩn bị từ trước, anh cố ý đấu giá trên mạng để mua đấy, món quà chỉ dành riêng cho em. Dáng vẻ của Tề Đẳng Nhàn trông rất của người phúc ta. Nếu em dùng cây bút này thì có thể xử lý tốt những công việc trong văn phòng. Mỗi khi ký tên, em có thể nhớ đến anh. Sau đó nhờ sự cổ vũ của anh dành cho em thì em càng có thêm động lực để làm việc, tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn. Kiều Thu Mộng bị những lời nói hùng hồn của Tề Đẳng Nhàn làm cảm động đến rối tinh rối mù, nước mắt lưng tròng, cô ta trân trọng ôm cây bút vào trong lòng ngực rồi nói cảm ơn chồng. Tề Đẳng Nhàn cười nhe răng nói, em không cần phải khách khí. Đồng thời, trong lòng Tề Đẳng Nhàn có chút ngạc nhiên. Không ngờ Kiều Thu Mộng thế mà vẫn còn nhớ ngày đầu tiên hai người gặp nhau khi còn nhỏ. Xem ra chính mình ở trong lòng Kiều Thu Mộng cũng không hư hỏng tới như vậy. Nhớ lại mấy lần gây chuyện lúc trước, Kiều Thu Mộng đều tìm cách để hắn có thể chạy trốn, nếu bây giờ cẩn thận suy nghĩ thì có thể thấy trong đó chứa rất nhiều sự quan tâm. Thao tác cợt nhả này của Tề Đẳng Nhàn rất lưu loát, quà Lý Vân Uyển vừa tặng cho hắn, chỉ vừa qua tay là đã bị hắn tặng cho Kiều Thu Mộng không chớp mắt. Bộ dạng nói dối cũng rất thành thạo, quả thật là có thiên phú của một tên trai đều. Ha ha ha, mọi người đều rất vui, mau đến đây ăn cơm. Kiều Quốc Đào vui vẻ nói. Vâng, cảm ơn chú Kiều. Tề Đẳng Nhàn đáp lại. Kiều Thu Mộng chớp mắt tò mò hỏi, chồng à, tại sao anh lại gọi ba của em là chú như thế? Anh cũng phải gọi bằng ba. Kiều Quốc Đào giảng hòa nhanh chóng, đó là do Đẳng Nhàn đã gọi ba như vậy từ khi còn nhỏ. Trong lúc nhất thời vẫn không thể thay đổi, con không nhớ à? Kiều Thu Mộng gật đầu trầm ngâm rồi mới nói, hình như là có chuyện như vậy. Tề Đẳng Nhàn giơ ngón tay cái cho Kiều Quốc Đào, ý nói ông rất cao siêu. Trong lòng Kiều Quốc Đào buồn bực không vui khi nhận được lời khen ấy, nếu lúc trước kiên trì với ý nghĩ của chính mình, để Tề Đẳng Nhàn thay đổi cách gọi thì bây giờ lời nói sẽ vô cùng hợp lẽ. Trông thấy Kiều Thu Mộng vẫn luôn thưởng thức cây bút Parker trong tay. Lập tức Tề Đẳng Nhàn nói, Thu Mộng, em phải bảo quản cây bút này cho thật kỹ. Để tránh bị mất, thì vẫn nên đặt trong văn phòng để ký văn kiện thôi, đừng để chỗ khác. Lời này của hắn cũng là bởi vì muốn phòng ngừa cẩn thận, miễn cho Kiều Thu Mộng luôn mang theo cây bút này bên người, khi bị Lý Vân Uyển nhìn thấy, nếu như vậy thì sẽ xảy ra cảnh bắt gian cực kỳ khủng khiếp. Kiều Thu Mộng gật đầu nói ngay lập tức, chồng ơi anh cứ yên tâm,
em sẽ bảo quản nó thật cẩn thận, em sẽ luôn nghe theo anh, đặt trong văn phòng dùng để xử lý mọi công việc. Tề Đẳng Nhàn bày tỏ bản thân cảm thấy vô cùng vừa lòng. Nhìn thấy thời gian đã không còn sớm, Tề Đẳng Nhàn chuẩn bị về nhà, Kiều Thu Mộng bỗng nói, em cùng anh trở về Vân Đỉnh Thiên Cung. Ấn tượng của cô ta đối với chuyện Tề Đẳng Nhàn ở Vân Đỉnh Thiên Cung vẫn khắc sâu như trước. Kiều Quốc Đào vội nói, Thu Mộng, gần đây Đẳng Nhàn rất bận, vết thương của con cũng chưa lành, thế nên tạm thời con đừng quấy rầy cậu ấy. À, con quên mất, chồng đang làm việc giúp cho tập đoàn Hướng Thị, dạo gần đây rất bận rộn. Kiều Thu Mộng hoàn hồn nói. Dường như cô ta đã nhớ lại rất nhiều chuyện về Tề Đẳng Nhàn, nhưng cũng quên không ít chi tiết trong đó. Những chi tiết đó thường xuyên làm cô ta cảm thấy rất nhục nhã. Chồng à, anh phải chú ý sức khỏe, nhớ phải nghỉ ngơi đầy đủ, đừng chỉ lo công việc. Kiều Thu Mộng dịu dàng nói, em cảm thấy bản thân đã khỏe hơn rất nhiều, ngày mai em muốn đi làm thử. Được được được, chúng ta cùng nhau cố gắng. Tề Đẳng Nhàn trả lời cho có lệ. Sau khi rời khỏi Kiều gia, Tề Đẳng Nhàn thở phào nhẹ nhõm, cũng may là Kiều Thu Mộng không nhất quyết muốn về cùng với hắn. Lý Vân Uyển có thể ra vào, có thể quay về bất cứ lúc nào, lỡ như cô ta nhìn thấy, vậy tuyệt đối là cảnh bắt gian cực kỳ khủng khiếp. Hôm sau khi Kiều Thu Mộng đến tập đoàn Kiều Thị, phần đầu của cô ta bị tổn thương, mất một phần ký ức, nhưng phần ký ức đó gần như là những điều mà cô ta không muốn nhớ lại. Cũng không ảnh hưởng quá lớn đối với cuộc sống hàng ngày của cô ta. Chẳng qua là hôm nay khi cô ta đến công ty, thì đã bị toàn bộ người ở tập đoàn Kiều Thị ép từ chức. Hả, muốn xóa bỏ chức vụ chủ tịch tập đoàn Kiều Thị của tôi? Dựa vào đâu? Sau khi Kiều Thu Mộng nghe thấy tin tức này, cô ta như bị sét đánh, nói với giọng điệu tức giận. Dựa vào đâu? Dựa vào những chuyện mà cháu đã gây ra. Kiều lão gia tử đẩy cửa bước vào phòng họp, ông ta lạnh lùng nói với Kiều Thu Mộng. Kiều Thu Mộng nhíu mày nói, ông nội, cháu gây chuyện, cháu gây ra chuyện gì? Kiều Thanh Vũ cười giễu cợt nói, cô chọc phải Long Tông toàn chủ tịch Long thì không phải là đã gây chuyện à? Nếu không phải chủ tịch Long hiểu rõ nghĩa lớn, nếu không phải chủ tịch Long không muốn dây dưa với cô, thì cô vẫn còn có thể như ngày hôm nay. Kiều lão gia tử cũng nói, không sai, lần này cháu đã gây ra chuyện lớn, không thể để cháu tiếp tục trở thành tổng giám đốc được nữa. Đạo đức của cháu không xứng với chức vụ này, cháu không đủ tư cách. Không thể nào. Rõ ràng là chồng của cháu đã giải quyết chuyện này, các ông không thể chuyện bé xé ra to. Kiều Thu Mộng nhíu mày nói. Chồng của cô, ha ha ha, cô bị ngu đúng không, Kiều Thu Mộng. Trước khi cô và Tề Đẳng Nhàn vẫn chưa ly hôn, cô còn không thèm nhìn người ta lấy một lần. Bây giờ ly hôn rồi, cô còn không biết nhục mà gọi người ta là chồng. Có biết nhục không vậy? Loại phụ nữ ghê tởm giống như cô, đúng là tôi mới nhìn thấy lần đầu đấy. Sau khi Kiều Thanh Vũ nghe Kiều Thu Mộng nói xong, cô ta cười to ngay lập tức. Kiều Thu Mộng cảm thấy đầu óc của mình trở nên ngây ngốc, một tiếng rền vang, nháy mắt cô ta đã thông suốt. Chẳng qua là tôi và hắn chỉ giả vờ ly hôn mà thôi, hắn liên minh với tập đoàn Hướng Thị để đối phó với tập đoàn Từ Thị, vì tránh làm liên lụy đến nhà của chúng tôi, nên mới giả vờ ly hôn với tôi. Kiều Thu Mộng nói. Kiều Thanh Vũ phụt cười ngay lập tức. Cô ta nói, cô có trí tưởng tượng phong phú quá rồi đấy. Nếu tôi nhớ không nhầm là do cô chủ động đưa ra yêu cầu ly hôn, theo đuổi lão tổng thần bí nào đó trong mấy tin đồn thất thiệt. Kiều Thu Mộng nhíu mày nói, lão tổng thần bí. Tôi biết ông ta thích tôi, thậm chí là mua xe cho ba mẹ của tôi, nhưng trong lòng của tôi chỉ có một mình Tề Đẳng Nhàn. Kiều lão gia tử vung tay lên, nói với giọng điệu lạnh lùng, đủ rồi, không cần phải nói nữa. Kiều Thu Mộng. Cháu đừng diễn kịch ở đây, dù cháu có nói những lời này với ông thì cũng không có ích. Sau khi nói xong lời này, một người đàn ông trẻ tuổi được mọi người trong Kiều gia vây quanh cung kính mời vào trong. Người này chính là cháu trai của ngài Long Tông Toàn tên là Long Quốc Kim, từ đây về sau cậu ấy sẽ đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc tập đoàn Kiều Thị của chúng ta. Kiều lão gia tử nói. Sau khi Kiều Thu Mộng bị Long Tông Toàn đánh ở Kiều gia thì đã chuẩn bị sẵn sàng bằng cả hai tay. Trực tiếp liên lạc với Long Quốc Kim, đồng thời ra một mức lương cao để mời cậu ta đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc. Cứ như vậy, tập đoàn Kiều Thị cũng đã có quan hệ với người nhà họ Long, vậy Long Tông Toàn cũng không cần phải tự mình ra tay. Kiều Thu Mộng ngơ ngác, Long Tông Toàn đánh cô ta, nhưng những người Kiều gia này lại ngoảnh mặt nịnh bợ cháu trai của Long Tông Toàn.
Nhất thời cảm xúc trong lòng cô ta trở nên phức tạp, ấm ức, tức giận, bất lực, đau khổ, đủ loại cảm xúc dâng lên trong lòng cô ta. Vì thế chút cảm xúc không thoải mái trong lòng cũng đã bắt đầu đau nhói. Vẻ mặt Long Quốc Kim tràn đầy ý cười, cậu ta nói, mọi người khách khí quá rồi, Kiều lão gia tử không cần phải bày chiến trận lớn như vậy, chỉ cần có ý là được rồi. Kiều lão gia tử chắp tay nói, cậu Long đừng khách khí với chúng tôi, sau này tập đoàn Kiều thị chỉ có thể dựa vào cậu Long mà thôi. Dù sao từ nay về sau cậu Long chính là tổng giám đốc tập đoàn Kiều thị của chúng tôi. Mọi người thật là quá đáng. Kiều Thu Mộng không kiềm chế được sự tức giận, cô ta lớn tiếng nói. Cháu nghĩ mình là ai? Kiều gia của chúng ta sinh cháu ra nuôi cháu lớn, đối với cháu có công ơn lớn như biển trời, thế mà bây giờ cháu lại dám nói như vậy. Ánh mắt Kiều lão gia tử lạnh lẽo nhìn về phía cô ta, lớn tiếng chất vấn. Ông nội, mọi người, nước mắt của Kiều Thu Mộng sắp rơi xuống, uất ức chịu không nổi. Kiều lão gia tử nói, nếu cháu vẫn còn muốn là người của Kiều gia, vậy thì hãy nghe theo sự sắp xếp của Kiều gia, nếu không cháu sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc. Long Quốc Kim liếc mắt nhìn Kiều Thu Mộng, cậu ta dùng giọng điệu bình thản hỏi, thế nào, cô cảm thấy không phục. Hình như cô không muốn tôi đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc. Cô nên nhớ, người mà cô đã đắc tội là chú Long Tông Toàn của tôi, chú ấy là người lớn nên không chấp chi lỗi của trẻ con, không muốn truy cứu trách nhiệm của cô, đó đã là sự may mắn của cô. Tôi đồng ý đến đây để đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc tập đoàn Kiều Thị, là đã cho Kiều gia của các cô thể diện rồi, đồng thời không để lửa giận của chú tôi liên lụy đến Kiều gia. Loại phụ nữ giống như cô, quả thật là không biết tốt xấu. Kiều Thu Mộng vô cùng tức giận nói, đây là lý lẽ gì chứ? Long Tông Toàn đánh cháu không rõ lý do, mọi người không nói nghĩa lý thay cháu thì thôi. Người cùng một nhà, ngược lại mọi người lại đi nịnh bợ cháu trai của ông ta. Mời cháu trai của ông ta trở về để đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc, còn muốn đuổi cháu ra khỏi gia tộc. Kiều Thanh Vũ khinh thường nói, Kiều Thu Mộng, cô đừng nói chuyện dài dòng ở đây, nếu muốn trách thì hãy trách cô có mắt như mù, đắc tội Long Tổng. Long Quốc Kim cũng lạnh lùng nói, con đàn bà thối tha, đừng lải nhải trước mặt tôi gây phiền phức nữa, nếu không lát nữa tôi sẽ vả vào miệng cô. Kiều Thu Mộng tức giận đến mức trước mắt trở nên tối sầm, cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra. Mọi người ở Kiều gia cũng chỉ lặng lẽ nhìn nhau, giống như Kiều Thu Mộng không có bất cứ quan hệ ruột thịt nào với bọn họ. Hay hay hay, các người hay lắm. Nhưng tôi cũng muốn nói cho các người biết một điều. Các người nịnh bợ sai người rồi. Long Tông Toàn đã bị chồng tôi Tề Đảng Nhàn chỉnh đốn từ lâu rồi. Thế mà bây giờ các người thiếu điều quỳ lạy để nịnh bợ cháu trai của ông ta, thật sự là khiến người ta cảm thấy vừa buồn cười vừa nhục thay, đúng là vô cùng mất mặt. Sau khi nói xong lời này, Kiều Thu Mộng ngẩng cao đầu tràn đầy khí thế, các người muốn trục xuất tôi khỏi gia tộc. Tôi cũng không cần cái gia tộc này. Long Quốc Kim nghe xong thì cười không ngớt ngay lập tức, cậu ta nói, chỉnh đốn chú của tôi. Được thôi, tôi cho cô một cơ hội, cẩn thận nói lại lần nữa. Toàn bộ tỉnh Đông Hải này, ai dám tự mình nhận là có thể chỉnh đốn chú Long Tông Toàn của tôi. Kiều Thanh Vũ vẫy tay nói, cậu Long à, sau khi con đàn bà có mắt như mù này ly hôn với chồng cũ thì cô ta đã bị điên mất rồi, nói ngắn gọn là tẩu hỏa nhập ma, không cần phải quan tâm đến cô ta. Kiều lão gia tử nói với gương mặt tối sầm, Kiều Thu Mộng, không ngờ cô lại mạnh miệng như vậy. Được lắm. Vậy kể từ hôm nay, cô không còn là người của Kiều gia chúng tôi nữa. Từ đây Kiều gia và cả tập đoàn Kiều thị sẽ không còn bất cứ quan hệ nào với cô nữa. Cô mau cút khỏi đây đi. Sau khi nghe thấy Kiều lão gia tử nói những câu tuyệt tình như vậy, nước mắt của Kiều Thu Mộng không thể kiềm chế được mà chảy xuống, bây giờ cô ta chỉ cảm thấy vô cùng đau khổ. Bản thân làm nhiều chuyện cho Kiều gia như vậy, cẩn trọng giải quyết công việc của tập đoàn Kiều thị. Kết quả lại gặp phải kết cục qua cầu rút ván như vậy. Tôi nghĩ các người đã nhầm rồi. Thu Mộng nói không cần cái gia tộc này, không phải là để các người trục xuất cô ấy ra khỏi gia tộc, mà là để cô ấy thanh lý toàn bộ các người ra khỏi gia tộc. Lúc này một giọng nói lười biếng vang lên từ cửa phòng. Mọi người quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy Tề Đảng Nhàn thì lập tức ngẩn người. Chồng ơi! Sau khi Kiều Thu Mộng nhìn thấy Tề Đảng Nhàn xuất hiện, không khỏi cảm thấy vui mừng vô cùng, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên và nụ cười vui vẻ. Sau khi đám người Kiều Thanh Vũ và Kiều lão gia tử nhìn thấy Tề Đảng Nhàn, sắc mặt thay đổi ngay lập tức.
Rõ ràng là Tề Đẳng Nhàn đã ly hôn với Kiều Thu Mộc, nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây? Tề Đẳng Nhàn đã vả mặt người của Kiều gia rất nhiều lần, từ lâu trong lòng đã cảm thấy kính sợ hắn, giờ phút này bỗng trông thấy hắn xuất hiện ở đây, thì sao có thể không sợ cho được? Đặc biệt là Kiều Thanh Vũ, cô ta từng bị Tề Đẳng Nhàn hố rất nhiều lần. Anh, Tề Đẳng Nhàn, tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Rõ ràng là anh và Kiều Thu Mộng đã ly hôn rồi mà. Kiều Thanh Vũ nói với dáng vẻ hoảng sợ. Ai nói ly hôn rồi là không thể ở bên nhau, ngay cả giả vờ ly hôn cũng không được, Tề Đẳng Nhàn bình thản hỏi ngược lại. Những lời này làm cho mọi người Kiều gia ngây ngốc, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ đúng như lời Kiều Thu Mộng nói, hai người ly hôn là vì để cô ta không bị liên lụy? Kiều Thu Mộng chạy đến bên cạnh Tề Đẳng Nhàn, ôm lấy cánh tay hắn rồi nói, chồng ơi, tại sao anh lại đến đây? Ba của em không yên tâm để em đến công ty một mình, nên anh đến đây để xem. Tề Đẳng Nhàn vươn tay xoa đầu Kiều Thu Mộng, mỉm cười nói. Mọi người Kiều gia không khỏi cảm thấy có chút lo sợ. Long Quốc Kim cười nhạo nói, các người sợ cái gì? Không phải chỉ là một thằng bụi đời thôi, đáng để các người sợ đến như vậy à? Tập đoàn Kiều Thị là sản nghiệp của các người, bộ có quan hệ với thằng danh chỉ đáng một xu này. Bây giờ tôi là tổng giám đốc của các người, đương nhiên là sẽ che chở cho các người. Nếu hắn ngoan ngoãn đưa người cút khỏi đây, nếu còn dám gây chuyện, thì tôi sẽ đánh chết hắn ngay. Kiều Thanh Vũ nghe vậy, lập tức trên mặt tràn đầy ý cười, cô ta chất vấn, cậu Long nói rất đúng, có ngài ở đây, chúng ta không cần phải sợ hắn. Huống chi cậu Long còn được ngài Long Tông toàn chống lưng, thế cần gì phải sợ tên bụi đời này. Kiều lão gia tử liên tục phụ họa theo cô ta, nói rất đúng, cậu Long nói không sai chút nào. Chỉ cần cậu Long ở đây, vậy Kiều gia của chúng ta không cần phải sợ đám trộm cắp này. Tề Đẳng Nhàn không khỏi cười nhạo, trong ánh mắt chứa đầy sự khinh thường. Mày cười cái gì? Ông đây nhìn mày cảm thấy rất ngứa mắt, thế mà mày còn dám cười trước mặt tao. Nếu hôm nay mày không nói ra lý do, tao sẽ đánh mày đến tàn phế. Long Quốc Kim nhíu mày, ngạo mạn nói to, cậu ta vừa mới đến tập đoàn Kiều Thị để đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc, bây giờ dùng Tề Đẳng Nhàn để lập uy là một cơ hội rất tốt. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói, tao chỉ cảm thấy có phải đầu óc của bọn mày có vấn đề không, Long Tông toàn bị tao chỉnh đốn như một con chó, còn bọn mày lại dựa vào ông ta. Không bằng bọn mày trực tiếp gọi ông ta đến đây, để tao xem. Ông ta còn dám giả ngu trước mặt tao nữa không? Chòm râu của Kiều lão gia tử run run, cực kỳ tức giận nói, Tề Đẳng Nhàn, mày đừng ở đây nói những chuyện không đâu vào đâu. Long Tổng là ông chủ của tập đoàn Long Thị ở Đế Đô, gia cảnh phi thường, chỉ dựa vào một mình mày mà cũng đòi động vào ngài ấy. Nếu ngài ấy thật sự đến đây, e rằng mày sẽ quỳ xuống xin tha ngay lập tức. Tề Đẳng Nhàn khinh thường nói, đúng là già sinh tật. Quả nhiên lúc trước không nên cứu cái mạng chó của ông, để ông chết luôn không phải là tốt hơn à? Mày, Kiều lão gia tử tức đến đỏ cả mặt, suýt chút nữa là đã ngất xỉu, ông ta cảm thấy thằng danh con trước mắt quá khác thường, nói chuyện khó nghe muốn chết. Tề Đẳng Nhàn nhìn xung quanh một vòng, hắn lạnh lùng nói, từ nay trở về sau, tập đoàn Kiều Thị sẽ do một tay Kiều Thu Mộng định đoạt. Lát nữa sẽ tiến hành cuộc thanh tẩy lớn, tất cả người của Kiều gia đều đá khỏi công ty. Nếu các người còn nghe lời, cuối năm sẽ chia cho các người chút tiền hoa hồng từ cổ phần. Nhưng nếu không ngoan ngoãn nghe lời, tiếp tục khua môi múa mép, vậy thì rất xin lỗi, một đồng các người cũng không thể lấy được. Tề Đẳng Nhàn nói xong thì tạo nên một cơn sóng to gió lớn, đám người Kiều gia liếc mắt nhìn nhau, sau đó thì giận tím mặt. Tề Đẳng Nhàn, một kẻ mang họ khác như mày, thì có tư cách gì để lên tiếng? Mày là cái thá gì? Đúng vậy đấy. Tập đoàn Kiều Thị là của gia tộc bọn tao, từ khi nào đã đến lượt một thằng con rể tới tận nhà để nói chuyện. Con rể tới tận nhà, cậu ta không còn là con rể nữa rồi, Kiều Thu Mộng đã bị chúng ta đuổi ra khỏi gia tộc, nên cậu ta và Kiều gia của chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa. Tề Đẳng Nhàn cười ha ha nói, lúc trước tại sao tập đoàn Kiều Thị lại có thể phát triển từ con số không? Nếu không nhờ có ba tôi, thì bây giờ các người chỉ có thể ở nhà cạp đất mà ăn thôi. Kiều gia có thể phát triển được như vậy, quả thật là không thể thoát khỏi có liên quan đến Tề Bất Ngữ, nếu không có sự giúp đỡ của Tề Bất Ngữ, thì căn bản sẽ không có tập đoàn Kiều Thị như ngày hôm nay. Mày nói cái gì là cái đó,
nhưng bây giờ tao mới là tổng giám đốc của tập đoàn Kiều Thị, người có quyền định đoạt ở đây cũng là tao. Long Quốc Kim đi về phía trước một bước, vẻ mặt chứa đầy sự khinh thường. Ồ, mày nghĩ mày là ai? Từ giờ trở đi, mày không còn là tổng giám đốc nữa. Tề Đẳng Nhàn vẫy tay, không chút để ý mà nói. Hắn quay đầu nói với Kiều Thu Mộng, Thu Mộng, em nói anh nghe, em thấy ai không vừa mắt, anh sẽ loại bỏ người đó ngay lập tức. Thậm chí là tiền hoa hồng cuối năm cũng không chia cho người đó. Kiều lão gia tử tức giận nói, họ Tề mày đừng giọng khách hát giọng chủ, mày đừng có quá đáng. Cổ phần của tập đoàn Kiều Thị, phần lớn đều nằm trong tay chúng tao. Ồ, nói vậy cũng đúng, vậy tôi chỉ cần làm cho tập đoàn Kiều Thị phá sản là được, xây dựng thêm một công ty mới cho Thu Mộng. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh lùng nói. Nháy mắt mọi người Kiều gia không biết nói gì, không thể nói được một câu nào. Nếu là trước đây, bọn họ có thể sỉ nhục Tề Đẳng Nhàn là một kẻ ếch ngồi đáy giếng, là một thằng ngu thích khoác lác. Nhưng mà Tề Đẳng Nhàn lại là người bỏ ra 10 tỷ đô la để đầu tư vào tập đoàn Hướng Thị trong buổi tiệc tối do Từ Ngạo Tuyết tổ chức, bốn chữ giàu có hống hách vẫn không đủ để hình dung hắn. Nếu hắn nói lời này, thì chắc chắn có đủ thực lực để làm như vậy, cũng không có ai có đủ tư cách như hắn. Mày nói phá sản là phá sản ngay. Mày cho rằng mày rất có tiền. Có nhiều bằng tập đoàn Long thì tụi tao không? Long Quốc Kim ngạo mạn nói. Được rồi, nếu mày thức thời thì nhanh chóng cút khỏi đây đi, vậy vẫn còn có tiền hoa hồng. Tề Đẳng Nhàn nhíu mày không kiên nhẫn nói. Long Quốc Kim khịt mũi khinh thường nói, thức thời. Tao thấy người không biết thức thời là mày đấy. Bây giờ quỳ xuống ngay lập tức, sau đó bỏ ra khỏi tập đoàn Kiều Thị. Còn về phần Kiều Thu Mộng, thì để cô ta ở lại đây chờ tao tự tay xử lý. Sau khi Kiều Thu Mộng nghe thấy lời này, cô ta không kiềm được sợ hãi mà rụt vào trong lòng Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn nhướng mày, trực tiếp vươn chân lên đá vào trong bụng Long Quốc Kim, cú đá này mạnh đến mức khiến Long Quốc Kim văng ra ngoài, đập vào vách tường vang lên một tiếng rầm, đau đến suýt chút nữa là đã ngất xỉu. Mày là cái thá gì, mà bắt vợ tao phải chờ mày xử lý. Tề Đẳng Nhàn vỗ bả vai Kiều Thu Mộng để an ủi, sau khi buông cô ta ra, hắn bước về phía trước ngay lập tức. Mọi người thấy cảnh tượng này, tay chân không khỏi luống cuống, Tề Đẳng Nhàn quá bạo lực, không hợp ý là đã ra tay với Long Quốc Kim. E rằng cú đá này đã đủ để ruột gan nứt thành từng khúc. Hơn nữa, Long Quốc Kim lại là cháu trai của ông chủ Long Tông Toàn ở Đế Đô. Đánh cậu ta thành ra như vậy, không biết Long Tông Toàn sẽ tức giận đến cỡ nào. Quả thật là khiến người ta không dám tưởng tượng. Chương 314. Mày! Cái gan chó của mày thật lớn, thế mà dám ra tay đánh tao. Mày biết tao là ai không? Mày biết chú tao là ai không? Long Quốc Kim tức muốn phun máu, quả thật là không dám tin, một thằng danh bụi đời ở thành phố Trung Hải mà lại dám ra tay đánh cậu ta. Tề Đẳng Nhàn nghiêng đầu, nói với vẻ không kiên nhẫn, mau gọi điện cho chú của mày, sự kiên nhẫn của tao có giới hạn. Long Quốc Kim thẹn quá hóa giận, cậu ta nói ngay lập tức, con mẹ mày đợi đấy cho tao. Mày dám khiêu khích tao như vậy, chú tao sẽ không bỏ qua cho mày. Sau khi nói xong lời này, Long Quốc Kim lấy điện thoại ra gọi cho chú Long Tông Toàn của chính mình. Chú ơi, cháu bị người ta đánh, chú mau đến đây giúp cháu. Long Quốc Kim vừa mở miệng là đã vào thẳng vấn đề. Hả, thế mà có người dám đánh cháu? Hắn có biết cháu là cháu trai của Long Tông Toàn này không? Long Tông Toàn nghe xong, quả nhiên là tức đến tím mặt. Long Quốc Kim ấm ức nói, cháu có nói rồi, nhưng hắn vẫn không kiêng nể gì, còn kêu cháu mau gọi điện cho chú. Long Tông Toàn bực bội nói, hay lắm, đúng là thứ rác rưởi, lại dám không cho chú thể diện, xem chú có đánh chết hắn không. Mọi người Kiều gia đều vui mừng khi có kẻ gặp xui xẻo, Tề Đẳng Nhàn đã hoàn toàn đắc tội một nhân vật lớn là Long Tông Toàn. Người đắc tội Long Tông Toàn như vậy, mà còn muốn có quả ngọt để ăn. Tề Đẳng Nhàn. Loại người không biết sống chết như anh, thế mà dám đánh cậu Long, bây giờ cậu Long đã báo chuyện này cho Long Tổng, tôi xem nay anh sẽ chết như thế nào. Kiều Thanh Vũ vô cùng đắc ý nói. Hừ, còn muốn trục xuất người Kiều gia chúng ta ra khỏi tập đoàn Kiều Thị. Để tao xem mày có sống qua ngày hôm nay không. Bộ dáng Kiều lão gia tử bình tĩnh vuốt chòm râu của chính mình, khịt mũi khinh thường. Vẫn chưa nói dứt câu thì Tề Đẳng Nhàn đã xông lên phía trước. Cướp cái di động trong tay Long Quốc Kim. Long Quốc Kim cắn răng nói, cướp di động của tao cũng không có ích,
Tao đã kể xong mọi chuyện, mày chết chắc rồi. Tề Đẳng Nhàn dùng một chân đá Long Quốc Kim ngã ra đất, cậu ta đau đến mức hét toáng lên, sau đó hắn thuận tay mở loa lớn. Nghe này, tao không quan tâm mày là ai, nếu mày dám làm tổn thương đến một đầu ngón tay của cháu trai tao, thì tao sẽ chôn cả nhà mày theo. Long Tông Toàn cũng nghe thấy tiếng động ở bên này, lập tức biết di động đã bị người ta cướp mất, ông ta đe dọa bằng giọng điệu lạnh lùng. Long Tổng đúng là rất có uy phong, cầm 1.000 vạn đến đây để chuộc cái mạng chó của cháu trai ông, nếu không lát nữa thi thể sẽ được giao đến trước mặt ông. Tề Đằng Nhàn bình thản nói. Sau khi mọi người nghe xong, không khỏi hít một hơi sâu. Quả thật là Tề Đằng Nhàn không còn muốn sống nữa, không có đầu óc mới dám nói chuyện với Long Tông Toàn như vậy. Hay là hắn cho rằng bản thân có chút tiền đầu tư vào tập đoàn Hướng Thị, nên thật sự cho rằng bản thân lợi hại đến mức có thể chống lại một nhân vật lớn ở đế đô. Thân phận của Long Tông Toàn không chỉ đơn thuần là một doanh nhân, bối cảnh của ông ta ở đế đô cũng không nhỏ chút nào. Sau khi Long Tông Toàn nghe thấy giọng nói quen thuộc, cả người không khỏi cứng đờ, sao ông ta có thể quên giọng nói của Tề Đẳng Nhàn. Suốt cuộc lần đầu tiên trong suốt cuộc đời ông ta phải chịu thiệt thòi cũng là do Tề Đẳng Nhàn gây ra. Hơn nữa còn bị Tề Đẳng Nhàn lừa mất 400 triệu, thậm chí còn bị làm trò trước mặt chủ tịch tỉnh là Dương Lệnh Quang. Khụ khụ khụ, đầu dây bên kia là Tề Đẳng Nhàn đấy à? Long Tông Toàn do dự một lúc lâu, mới chậm chạp hỏi. Đúng vậy, thế nào, mấy hôm trước bị tôi vả miệng nhiều như vậy, bây giờ lại không nhớ tôi là ai nữa à? Có muốn bị vả thêm vài cái nữa không? Tề Đẳng Nhàn ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại ông ta. Không dám không dám, chẳng qua là tôi chỉ muốn xác nhận lại một chút mà thôi. Long Tông Toàn sợ tới mức giật mình. Ông ta hiểu rõ sự càn rỡ của Tề Đẳng Nhàn, hơn nữa sau khi biết hắn là con trai của Tề Bất Ngữ, thì ông ta không còn ý nghĩ trả thù, trong lòng chỉ còn lại sự sợ hãi. Năm đó thằng điên Tề Bất Ngữ đó có thể tàn sát đế đô. Nhưng con của ông là Tề Đẳng Nhàn còn hơn như vậy, nếu thật sự chọc giận hắn thì e rằng giết cả nhà người khác cũng không phải là chuyện không thể. Đầu óc của mọi người ở đây đều ngây ngốc khi nghe thấy cuộc trò chuyện của Tề Đẳng Nhàn và Long Tông Toàn sau khi mở loa lớn. Trước đây Long Tông Toàn và Tề Đẳng Nhàn đã từng gặp nhau, còn bị Tề Đẳng Nhàn vả mặt đến mức ngoan ngoãn nghe lời. Vừa rồi những lời Kiều Thu Mộng nói đều là sự thật. Vì thế ánh mắt của mọi người Kiều gia nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn cũng lộ ra sự sợ hãi. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, đừng nói nhiều nữa, gửi 1.000 vạn đến đây, rồi bảo cháu trai ông cút đi. Nếu không thì ông tự lường trước đến hậu quả. Long Tông Toàn từng bị Tề Đẳng Nhàn lừa mất 400 triệu, đương nhiên sẽ không quan tâm đến số tiền 1.000 vạn. Ông ta vội vàng nói, được, tôi sẽ gửi 1.000 vạn đến ngay lập tức, Tề Tổng đừng khiến cháu trai tôi khó xử. Tề Đẳng Nhàn ừ một tiếng, Long Tông Toàn lớn tiếng quát, Long Quốc Kim, thằng danh con cháu nghe cho rõ đây, ngoan ngoan ngoãn ngoãn xin lỗi Tề Tổng, cậu ấy bảo cháu làm gì thì hãy ngoan ngoãn làm theo, cho dù có kêu cháu ăn cứt thì cũng không được nói bất cứ lời nào. Nếu chọc giận ngài Tề, chú cũng không thể cứu cháu được. Long Quốc Kim rụt cổ mở to mắt, không ngờ chống lưng của chính mình là chú Long Tông Toàn đã bị Tề Đẳng Nhàn chỉnh đốn từ trước. Hơn nữa, nghe giọng điệu này của Long Tông Toàn, ông ta vô cùng kính sợ Tề Đẳng Nhàn. Sao có thể như vậy, trước giờ chú của tao chưa kiêng nể ai bao giờ, không ai có thể đè ép chú ấy, cho dù có ở đế đô thì ông ấy cũng. Long Quốc Kim nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi, cơ thể cũng run rẩy theo. Tề Đẳng Nhàn thuận tay ném di động vào tay Long Quốc Kim, hắn lạnh nhạt nói, tao không thích nghe mấy thằng ngu nói chuyện, nếu mày còn nhiều lời, tao sẽ làm thịt của mày. Long Quốc Kim sợ đến mức cuộn tròn cơ thể, im lặng gật đầu, thật sự không dám nói thêm câu nào. Kiều Thanh Vũ nhìn Tề Đẳng Nhàn với dáng vẻ vô cùng hoảng sợ, cô ta run bần bật. Kiều lão gia tử luống cuống tay chân, trong miệng khô khốc, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Sau một lúc lâu, Kiều lão gia tử mới nở một nụ cười tươi rói, ông ta nói, cháu rể à, chuyện này. Ông già ông câm miệng đi. Dẫn người trong gia tộc của ông cút ra khỏi tập đoàn Kiều Thị ngay lập tức. Sau này, nếu để tôi thấy có bất cứ kẻ nào trong các người xuất hiện ở tập đoàn Kiều Thị gây cản trở công việc của Thu Mộng, thì tôi sẽ trực tiếp giết chết các người. Tề Đẳng Nhàn ngoài cười trong không cười nhìn về phía Kiều lão gia tử, lời nói vô cùng sắc sược. Lời này vô cùng quá đáng,
nhưng ngay cả một cái giám kiều lão gia tử cũng không dám thả, bọn họ đã nghe rõ ràng cuộc trò chuyện giữa Tề Đẳng Nhàn và Long Tông Toàn lúc vừa rồi. Đúng rồi, giao toàn bộ cổ phần ra, trong vòng 24 giờ tôi muốn toàn bộ cổ phần nằm trong tay Thu Mộng. Còn các người, sau này nên ngoan ngoãn ở nhà ăn phần cổ phần danh nghĩa đó, nếu khiến Thu Mộng không vui, thì ngay cả cổ phần danh nghĩa cũng còn để mà ăn. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười lạnh lùng nói. Từ lâu hắn đã cảm thấy đám người Kiều gia không vừa mắt, bây giờ có lý do quang minh chính đại để giải quyết bọn họ, đương nhiên sẽ không buông tha dễ dàng. Mọi người Kiều gia chỉ cảm thấy miệng lưỡi chua xót, vốn nghĩ rằng có thể dựa vào Long Quốc Kim để đá Kiều Thu Mộng ra khỏi đây, nhưng nào ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng này. Đi thôi, Kiều lão gia tử cảm thấy bản thân đã mất hết thể diện, không có mặt mũi để tiếp tục ở lại đây, ông ta phất tay, dẫn đám người rời khỏi tập đoàn Kiều thị. Ánh mắt của Tề Đẳng Nhàn dừng trên người Kiều Thu Mộng, hắn mỉm cười nói, anh đã dọn sạch trở ngại thay em, tiếp theo em có thể quyết đoán chỉnh đốn và cải cách toàn bộ tập đoàn. Đương nhiên Kiều Thu Mộng sẽ không bỏ qua cơ hội để chỉnh đốn và cải cách lại tập đoàn Kiều thị, triệu tập mọi người lên tầng cao nhất, sau đó ra ta tổ chức lại cương vị. Cô ta không trừ lại bất cứ người thân thích của Kiều gia, trực tiếp đá toàn bộ ra khỏi công ty. Nếu Kiều gia làm điều đó thì đừng trách cô ta cũng làm theo như vậy. Sau một buổi sáng bận rộn, tập đoàn Kiều thị được quét dọn sạch sẽ, ít nhất sau này chắc chắn sẽ không có người cản trở công việc giống như Kiều Thanh Vũ. Kiều Thu Mộng ra tay mạnh mẽ khiến Tề Đẳng Nhàn không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ cô ta lại giỏi như vậy, trước đây không thể phát huy bản lĩnh là do có quá nhiều thứ gây cản trở, bây giờ có được ủng hộ nên không còn giống như trước. Kiều Thu Mộng không hổ là người phụ nữ suốt ngày thúc giục bản thân trở thành viên ngọc rồng trong giới kinh doanh, không phải chỉ biết nói bằng miệng, mà là thật sự có thực lực. Chồng ơi, hôm nay phải cảm ơn anh rồi. Sau khi Kiều Thu Mộng trở về văn phòng, cô ta vui vẻ nhảy nhót đến bên cạnh Tề Đẳng Nhàn giống như một con nai con. Em khách khí rồi, đây không phải chuyện nên làm ư. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói. Hôn hôn, lập tức Kiều Thu Mộng trở nên chán ngán. Từ sau khi xuất viện, Kiều Thu Mộng đã chủ động không ít lần, cho nên kỹ thuật ở phương diện này cũng đã nhảy vọt, không còn bị động nữa. Hôm nay phía trên Kiều Thu Mộng mặc một cái áo sơ mi màu hồng phấn trong suốt, phía dưới mặc một cái chân váy nếp gấp ngắn, cặp đùi thon dài được bao phủ bởi lớp tất chân màu da, cả người lộ ra vẻ xinh đẹp động lòng người, quyến rũ nhưng không quá phô trương. Tề Đẳng Nhàn làm nước miếng dính đầy mặt Kiều Thu Mộng, hô hấp không nhịn được trở nên dồn dập. Tay mò mẫn mở cúc áo sơ mi để duỗi vào trong. Xúc cảm mềm mại, Tề Đẳng Nhàn cảm thấy da đầu mình như muốn nổ tung. Kiều Thu Mộng nhắm mắt lại, sắc mặt ửng đỏ, bộ dạng giống như đang đợi người đến hái. Kích cỡ này, nhìn dáng người của Kiều Thu Mộng trông cũng không bùng nổ như vậy, nhưng chân chính cảm nhận bằng bàn tay thì mới biết thị giác đã bị đánh lừa. Kiều Thu Mộng nỉ non, chồng à, đây là công ty đó. Lúc này Tề Đẳng Nhàn mới hoàn hồn, Kiều Thu Mộng không phải Lý Vân Uyển, cho dù bây giờ quan hệ của bọn họ vô cùng hợp lẽ, nhưng cũng không thể lấy lần đầu của cô ta ở công ty, nếu làm như vậy là sẽ không tôn trọng người ta. Ừ, anh biết rồi, bàn tay của anh chỉ đặt ở đây chứ không lộn xộn nữa. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nói. 10 phút sau, Tề Đẳng Nhàn mới lưu luyến rút tay về, sẵn tiện còn cài nút áo lại giúp cô ta. Kiều Thu Mộng thở phào nhẹ nhõm. Cơ thể vẫn luôn khẩn trương giống như dây cung đang bị căng ra, giờ phút này chợt thả lỏng, cô ta cảm thấy chân cẳng đã mềm nhũn. Chậm một chút. Kiều Thu Mộng lảo đảo suýt chút nữa đã té ngã, cũng may là Tề Đẳng Nhàn nhanh chóng đỡ cô ta, cảm giác ôm một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng trong lòng ngực quả thật là không tồi. Kiều Thu Mộng đỏ mặt lên tiếng, cảm thấy bản thân không có tiền đồ, đây rõ ràng là chồng của mình, thế mà cô ta lại khẩn trương, kích động. Lo sợ giống như mới lần đầu tiếp xúc với đàn ông. Sau này anh sẽ luôn bảo vệ em như vậy. Kiều Thu Mộng ôm cổ Tề Đẳng Nhàn, bộ dạng nép vào lòng người giống như một con chim nhỏ. Ừ, Tề Đẳng Nhàn mỉm cười, nhẹ nhàng bóp cái mông vô cùng co giãn của cô ta, ha, xúc cảm sướng dân người. Sau khi trò chuyện với Kiều Thu Mộng được một lúc, Tề Đẳng Nhàn đứng lên nói, tôi về công ty trước, cô cũng xử lý công việc của chính mình đi. Kiều Thu Mộng gật đầu nói, anh phải cẩn thận một chút, giúp đỡ tập đoàn Hướng thì không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng dù cho anh có làm gì thì tôi đều sẽ ủng hộ anh. Sau khi Tề Đẳng Nhàn ra khỏi tập đoàn Kiều thị,
trong lòng không khỏi cảm thán, nếu lúc trước Kiều Thu Mộng cũng đối xử với hắn như vậy thì đoán chừng hai người đã không ly hôn, nói không chừng còn có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Mình còn nghĩ cách phải làm sao để mọi chuyện êm xuôi, không ngờ một mình cô ấy có thể giải quyết êm xuôi. Tề Đẳng Nhàn nghĩ thầm. Sau khi Kiều Thanh Vũ nói hai người đã ly hôn, lập tức Kiều Thu Mộng chủ quan cho rằng Tề Đẳng Nhàn làm như vậy là vì để bảo vệ cô ta, không thật sự ly hôn với cô ta. Tề Đẳng Nhàn quay lại trong xe, cẩn thận kiểm tra vẻ bề ngoài qua chiếc gương, phát hiện trên cổ và trên mặt không có bất cứ dấu son môi hay dấu hôn nào thì mới yên tâm hoàn toàn. Vừa dừng xe trước cửa công ty, Tề Đẳng Nhàn đã bị một người đàn ông chặn đường. Tề Tổng, xin dừng bước. Nụ cười trên mặt của người đàn ông chứa đầy sự nịnh nọt. Anh là ai, có chuyện gì à? Nếu muốn bàn công việc thì đến tìm bộ phận nghiệp vụ. Tề Đẳng Nhàn hờ hững nói. Người đàn ông vội vàng móc ra một bao thuốc lá từ trong túi, mỉm cười nói với Tề Đẳng Nhàn, Tề Tổng quên mất rồi, bây giờ chiếc xe Aston Martin của ngài vẫn còn đậu trước cửa hãng xe của chúng tôi. Tề Đẳng Nhàn nhướng mày nói, à, là anh đấy à, bộ có chuyện gì ư? Người này chính là ông chủ cửa hàng xe Mercedes bị Tề Đẳng Nhàn dùng chiếc xe Aston Martin 177 chặn lại trước cửa chính, chắc là bây giờ đến để xin tha. Tề Tổng, phiền ngài lái xe đến chỗ khác, ngài chặn xe trước cửa hãng xe của tôi không thể làm ăn được. Ông chủ cửa hàng xe Mercedes như muốn khóc tới nơi, anh ta cung kính đưa điếu thuốc cho Tề Đẳng Nhàn. Không hút, Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói. Ông chủ xe Mercedes chua xót nói, Tề Tổng. Tôi biết sai rồi, xin ngài lái xe đến chỗ khác. Sau này nếu ngài đến mua xe Mercedes của chúng tôi, nhất định tôi sẽ lấy giá xuất xưởng để bán cho ngài, xin ngài cho tôi một cơ hội. Tuyệt đường của người tài không khác nào giết ba mẹ người ta, Tề Đẳng Nhàn cảm thấy dạy dỗ anh ta như vậy là đủ rồi. Hắn nói, được thôi, lát nữa khi làm việc xong tôi sẽ lái chiếc xe chắn cửa hãng xe của anh. Lúc này ông chủ Mercedes mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nếu cứ để chiếc Aston Martin này chắn trước cửa hãng xe của anh ta, thì sau này anh ta không thể làm ăn được nữa. Hơn nữa, gần đây Tề Đẳng Nhàn nổi bật vô cùng, anh ta cũng bị hắn dọa sợ, thế nên hôm nay mới chủ động đến xin lỗi nhận sai, xin Tề Đẳng Nhàn giơ cao đánh khẽ. Ông chủ xe Mercedes cảm kích rời khỏi, cục đá lớn trong lòng cũng đã biến mất. Sau khi tan làm Tề Đẳng Nhàn đến để lái xe tới chỗ khác như lời mình đã hứa, để chiếc Phaeton lại công ty, bắt một chiếc xe đến hãng xe Mercedes. Cảm ơn Tề Tổng, cảm ơn Tề Tổng. Khi Tề Đẳng Nhàn lái xe đi, ông chủ cửa hàng xe Mercedes chạy đến, khom lưng vô cùng cung kính. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười, nếu biết trước sẽ như thế, thì lúc trước cần gì phải làm như vậy. Hắn lái chiếc Aston Martin ra khỏi thành ô tô, khi gần đến nơi của Dương Quan Quan, bỗng hắn nhìn thấy Dương Quan Quan đang ở trong một tiệm bánh kem. Hừ, hình như hôm nay là sinh nhật Dương Quan Quan. Tề Đẳng Nhàn nhíu mày, nhớ tới chuyện này, vậy cũng khó trách việc cô ta sẽ đến tiệm bánh kem. Một mình tổ chức sinh nhật sẽ rất buồn, nếu không còn công việc, vậy ở cùng cô ấy cũng được. Tề Đẳng Nhàn trực tiếp đậu chiếc Aston Martin ở ven đường, hắn mở cửa xuống xe. Mới vừa bước đến cửa thì đã nhìn thấy Dương Quan Quan đang cầm bán kem chuẩn bị rời khỏi đây, sau khi cô ta nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn. Không khỏi ngạc nhiên đến lắp bắp. Tề Tổng, tại sao anh lại ở đây? Dương Quan Quan ngạc nhiên nói. Quan Quan, anh đã chờ em lâu lắm rồi đấy. Tề Đẳng Nhàn còn chưa kịp mở miệng, thì đã bị một người đàn ông cướp mất lời thoại. Chỉ thấy người đàn ông này ôm một bó hoa hồng lớn chạy đến, vẻ mặt tràn ngập ý cười bước tới bên cạnh Dương Quan Quan, cầm bó hoa lên. Mẹ dám cướp lời thoại của ông. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn không kiềm được tức giận mà chửi một tiếng. Nhìn thấy người đàn ông tặng hoa cho Dương Quan Quan, trong lòng hắn lại có chút khó chịu không rõ lý do. Cao Phàm, tại sao anh lại đến đây? Sau khi nhìn thấy người đàn ông ôm bó hoa hồng, Dương Quan Quan không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Cao Phàm ôm bó hoa hồng nói, anh biết hôm nay là sinh nhật của em, thế nên đặc biệt đến đây để tặng hoa cho em, đồng thời mời em đến nhà hàng U để chúc mừng sinh nhật. Dương Quan Quan mở to đôi mắt, không biết bản thân có nên từ chối không? Mấy năm nay sinh nhật của cô ta vẫn luôn có một mình, tuổi dần lớn, cô ta cũng rất muốn có người cùng đón sinh nhật với chính mình. Những người không hiểu Dương Quan Quan luôn cảm thấy cô ta rất kỳ lạ, tính cách không hòa đồng, khó có thể thân thiết, nhưng thật ra cô ta chỉ đang tự bảo vệ mình mà thôi.
Bên trong vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối, còn là một người rất nhút nhát. Tề Đẳng Nhàn đã biết rõ điều này từ lâu. Thư ký Dương, cô phải xem thứ tự đến trước và đến sau. Hắn không thể để Dương Quan Quan đi ăn với thằng danh cao phàm này được, cho dù Dương Quan Quan thật sự muốn đi với anh ta, thì hắn cũng sẽ mặt dày bám theo để làm bóng đèn. Cao phàm khinh thường nhìn Tề Đẳng Nhàn rồi nói, anh là ai? Tề Đẳng Nhàn không thèm quan tâm đến anh ta, hắn nói với Dương Quan Quan, đi thôi, hôm nay tôi sẽ thể hiện tài năng cho cô xem, miễn cho cô luôn mắng tôi là tên xếp khốn nạn, không biết quan tâm tới cô. Cao phàm thấy Tề Đẳng Nhàn không thèm đếm xỉa tới chính mình, trong lòng không khỏi bực bội, ôm bó hoa đi lên phía trước một bước, nhẹ nhàng lắc hai chiếc khóa ký hiệu R trong tay. Quan Quan, anh vất vả lắm mới đợi được ngày hôm nay, em coi như là cho anh một chút sĩ diện, cửa xe anh cũng đã mở sẵn rồi. Cao phàm mỉm cười nói. Sau khi nói xong lời này, anh ta nhẹ nhàng bấm chiếc chìa khóa trong tay. Lập tức đèn xe của chiếc Rolls Royce Phantom đậu ven đường lóe sáng, khiến mọi người không khỏi bu lại xem. Trời ạ, là Rolls Royce Phantom đấy, anh đẹp trai này thật là giàu, tuổi trẻ nhiều tiền. Ôi, nếu tôi được một anh đẹp trai như vậy theo đuổi, lái chiếc Rolls Royce Phantom đến đón tôi đi ăn sinh nhật, còn tặng tôi một bó hoa hồng, thì tôi sẽ gả cho anh ấy ngay. Còn phải suy nghĩ nữa à, khẳng định sẽ đi cùng anh đẹp trai lái Rolls Royce Phantom, đi ăn sinh nhật cùng mịt thằng nhà nghèo thì có gì vui đâu chứ. Mấy nữ sinh xung quanh đi ngang qua, ánh mắt khi nhìn Cao Phàm cũng bay ra ngôi sao, hận không thể thay thế Dương Quan Quan. Sau khi Cao Phàm nghe thấy mấy lời này, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý. Chiếc xe này là do anh ta mượn từ một người bạn, quả nhiên là có tác dụng vào ngày hôm nay, cực kỳ nổi bật. Có chiếc Rolls Royce này trong tay, hôm nay anh ta không tin bản thân không thể thu phục được Dương Quan Quan. Dương Quan Quan bị sự nhiệt tình của Cao Phàm làm ngại ngùng, cảm thấy nếu bản thân từ chối người ta để đi với Tề Đẳng Nhàn thì không được lễ phép mấy. Nhưng Tề Đẳng Nhàn đến để đón sinh nhật của cô ta, quả thật làm cô ta rất cảm thấy rất xúc động. Mấy năm qua cô ta luôn đón sinh nhật một mình, năm nay là lần đầu tiên có cảm giác xúc động khi có người đón sinh nhật của chính mình. Đương nhiên lần đầu tiên này mang rất nhiều ý nghĩa. Cô ta muốn đồng ý đi với Tề Đẳng Nhàn, nhưng nghĩ đến chuyện bây giờ Tề Đẳng Nhàn và Lý Vân Uyển đang ở bên nhau, lập tức cảm thấy làm như vậy sẽ không được tốt, hai bên nên giữ khoảng cách. Thậm chí khi nghĩ như vậy, cô ta cảm thấy có chút bực bội. Tôi cũng đã khởi động xe sẵn rồi, nhanh lên nào, lên xe với tôi. Hôm nay sẽ thể hiện tài năng cho cô xem, nấu ăn rất tốn thời gian, đừng lãng phí thời gian của tôi làm tôi đói bụng. Tề Đẳng Nhàn nói với vẻ không kiên nhẫn. Cao Phàm quay đầu nhìn thoáng qua ven đường, có một chiếc xe Aston Martin đậu giữa bầy gà. Bên cạnh còn có một chiếc BMW X1. Trên mặt Cao Phàm lộ ra vẻ ý cười vô cùng khinh thường, hiển nhiên là đối phương không thể nào mua nổi một chiếc siêu xe vô cùng nổi tiếng, chạy loại xe BMW X1 rác rưởi này mà cũng có tư cách cướp phụ nữ với chính mình nữa à. Mọi người xung quanh không khỏi khinh thường, anh đẹp trai này lái chiếc Rolls Royce Phantom đấy, cậu lái một chiếc xe BMW X1 chỉ có 700 mấy triệu mà cũng giả vờ giàu có à. Dương Quan Quan mím môi nói, Tề Tổng, tôi không dám làm phiền anh, tôi ra ngoài ăn với Cao Phàm là được rồi. Cô ta cảm thấy bản thân vẫn nên giữ khoảng cách với Tề Đẳng Nhàn, nếu lần đầu tiên tổ chức sinh nhật sau hơn 20 mấy năm cùng Tề Đẳng Nhàn, thì khẳng định quan hệ giữa hai người sẽ thay đổi. Cho dù Tề Đẳng Nhàn không cảm thấy như vậy, nhưng cô ta vẫn cảm thấy không thích hợp. Sau khi Tề Đẳng Nhàn nghe thấy lời này thì không khỏi ngạc nhiên. Không ngờ Dương Quan Quan nhút nhát này lại dám từ chối chính mình, dâm từ chối ông chủ của cô ta. Hay là cô ta không biết thiết thủ của nhà tư bản rất tuyệt tình ư? Cô ta còn muốn tiếp tục lăn lộn trong giới tư bản nữa không? Cao Phàm nghe thấy Dương Quan Quan đã đồng ý lời mời của chính mình, không kiềm được mà đắc ý, một thằng nghèo nàn lái chiếc BMW X1 mà cũng dám cạnh tranh với một người đẹp trai giàu có lái Rolls Royce Phantom như mình. Quả nhiên là sẽ như vậy mà. Não của người đẹp này vẫn chưa bị úng nước, nên mới không đi cùng thằng vừa nghèo vừa ngu này. Đó là đương nhiên, đồ ăn tự tay cậu ta nấu thì sao có thể so sánh với mấy món ăn đắt tiền ở nhà hàng U. Ngồi trên chiếc BMW X1 sao có thể sung sướng bằng ngồi trên chiếc Rolls Royce. Không sai không sai, phải nghe theo lý trí, đừng vì cái thứ gọi là tình cảm làm ảnh hưởng mà đưa ra lựa chọn sai lầm, nên lựa chọn phương án tối ưu nhất.
Mọi người cũng nghe thấy câu trả lời của Dương Quan Quan, mọi người ồn ào gật đầu đồng ý, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn lái một chiếc BMW X1, cùng lắm cũng chỉ là một nhà giàu nho nhỏ thôi, làm sao có thể so sánh với người lái chiếc Rolls Royce Phantom. Ôi trời, thế mà cô lại dám từ chối tôi. Cô có biết mấy năm qua chưa có ai dám từ chối tôi không? Tề Đẳng Nhàn khó chịu nói. Dương Quan Quan bị khí thế của hắn làm sợ hãi. Cao Phàm tức giận nói, anh là cái thá gì mà dám nói như vậy? Nay là sinh nhật của Quan Quan nên cô ấy muốn đi theo ai, muốn ở cùng ai là việc của cô ấy, nào đến lượt anh can thiệp. Đúng vậy, người ta xinh đẹp như vậy thì phải chọn người càng ưu tú, có đúng không? Không biết tự lấy nước tiểu soi lại mặt của chính mình, có gì mà lại cạnh tranh với anh đẹp trai lái chiếc Rolls Royce. Nói không sai, nếu cậu có thể lái chiếc Aston Martin bên cạnh chiếc BMW, thì người đẹp mới chọn đi ăn với cậu thôi. Mọi người ồn ào lên tiếng ủng hộ Cao Phàm, cảm thấy Dương Quan Quan chọn không sai chút nào, đi theo Cao Phàm đến nhà hàng U Sa Hoa vẫn tốt hơn về nhà nấu cơm với Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn nhịn không được mà khịt mũi khinh thường. Hắn nói, tôi cảm thấy rất thắc mắc, xe của tôi không bằng Rolls Royce à? Một chiếc Rolls Royce của người ta bằng mấy chục chiếc xe cùi bắp của cậu, mà cậu còn mạnh miệng nữa à? Ha ha ga, thật là thú vị, không chơi bài tình cảm được, nên bắt đầu trổ tài ăn nói đấy à? Anh đẹp trai à, đừng quan tâm thằng ngu này, nhanh đưa người đẹp đến nhà hàng U ăn tối đi. Dương Quan Quan không ngờ tới, bởi vì chính mình mà nơi này lại xảy ra cuộc cãi nhau kịch liệt. Trong lúc nhất thời cô ta cảm thấy có hơi khó xử. Cô ta nói với Tề Đẳng Nhàn, Tề Tổng, tôi đã biết ý tốt của anh rồi, nên hẹn lần khác nhé. Tề Đẳng Nhàn khó chịu nói, có phải cô vẫn chưa biết thiết thủ của nhà tư bản tuyệt tình đến cỡ nào, nên dám từ chối tôi đúng không? Cao Phàm tức giận, lập tức anh ta bước lên chắn trước mặt Dương Quan Quan, anh ta nói, cút. Cút, Tề Đẳng Nhàn cũng đáp lại anh ta, sau đó thuận tay nắm lấy bả vai của anh ta. Trực tiếp kéo người rời khỏi chỗ này. Sau đó, hắn bước lên một bước, duỗi tay ôm lấy eo Dương Quan Quan, hắn dùng chút sức lực là đã ôm được cô ta. Này, anh làm gì vậy? Dương Quan Quan sợ hãi hét toáng lên, một tay cầm bánh kem, một tay vội vàng kéo góc váy của chính mình. Tề Đẳng Nhàn cười nhe răng trợn mắt nói, tôi đang bảo vệ cô đấy. Một màn này làm cho tất cả mọi người ở hiện trường kinh ngạc. Hung tợn như thế sao? Bị từ chối thì đoạt luôn à? Cao Phàm tức giận không thể kìm được, lớn tiếng nói, buông cô ấy ra, nếu không tôi trực tiếp báo cảnh sát. Tề Đẳng Nhàn căn bản không thèm để ý, mở cửa chiếc xe Aston Martin 177 bên cạnh, hất Dương Quan Quan vào bên trong, còn thuận tiện đẩy thật mạnh trên mông cô một cái. Giọng nói của Cao Phàm lúc này bỗng nhiên dừng lại, không còn lý do nào khác chỉ vì Tề Đẳng Nhàn sử dụng lại là chiếc xe Aston Martin 177 này. Những người qua đường tại thời điểm này đều không nói được gì. Hóa ra, không phải là chiếc BMW X1, mà là chiếc Aston Martin 177 với mức giá cực phóng đại. Ô, nguyên lai đây mới thực sự là đại gia chân chính, chẳng trách dám cướp người ngay trên đường. Nếu là tôi thì tôi sẽ nguyện ý đi Aston Martin 177, không đi Rolls Royce. Tôi thấy người đẹp đó là một cao thủ cấp bậc hải vương. Cố tình lấy ra Aston Martin 177 và coi Rolls Royce chỉ là xe dự phòng. Tội nghiệp, Rolls Royce đã lưu lạc thành xe dự phòng, đúng là thế giới của người có tiền thật khó hiểu. Lúc này tất cả mọi người đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía Cao Phàm, khiến Cao Phàm hận không thể trực tiếp tìm một khe đất hở chui vào. Tất cả mọi người đều cảm thấy Dương Quan Quan và Tề Đẳng Nhàn mới là dành cho nhau. Cao Phàm xuất hiện ở đây chẳng qua chỉ là một cái vỏ dự phòng được Dương Quan Quan lấy ra để khích tướng mà thôi. Mọi người nghĩ như vậy cũng là bình thường, suy cho cùng một người phụ nữ phải có mưu mô và xảo quyệt như nào mới có thể khiến hai người đàn ông lái xe hơi sang trọng như vậy phải tranh giành nhau. Cao Phàm cảm thấy chua xót trong miệng, chiếc Rolls Royce mà anh lái trong nháy mắt đã hết giá trị, làm sao có thể so sánh được với chiếc Aston Martin 177 của người ta. Tề Đẳng Nhàn, anh là đồ biến thái, anh làm gì vậy? Dương Quan Quan sau khi lên xe, không khỏi thẹn quá hóa giận mắng to. Trước mặt nhiều người như vậy bị anh ném lên xe làm cô xấu hổ muốn chết. Tề Đẳng Nhàn cười nhẹ, nói, không phải tôi đã nói với cô rồi sao, tôi đang bảo vệ cô theo như lời tôi đã hứa. Dương Quan Quan tức giận nói, anh bảo vệ cái gì, tôi chẳng qua là đi ăn bữa cơm cùng người khác mà thôi.
Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói, anh ta không có ý tốt, tôi đang suy nghĩ cho an toàn của cô, miễn cho cô lại ghét bỏ tôi không bảo vệ được cô. Dương Quan Quan tức giận đến trước mắt tối sầm, lý do này đúng thật là cưỡng từ đoạt lý. Cô cười lạnh, nói, sao anh lại biết người ta không có ý tốt? Tề Đẳng Nhàn nói, tâm tư của nam nhân, tôi đối với cô không có ý tốt, anh ta sẽ có ý tốt chắc. Dương Quan Quan nghẹn họng, mặt đỏ tới mang tai, anh nói thẳng tới mức vậy luôn. Thật là quá đáng mà. Nhưng nội tâm cô chẳng hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ. Chẳng nhẽ thật sự là do được lão biến thái này nhớ thương sao? Hơn nữa, tôi cố ý đến tổ chức sinh nhật cho cô làm thư ký, tốt xấu gì cũng cho ông chủ chút mặt mũi chứ. Cô nhìn xem, để tổ chức sinh nhật cho cô tôi còn lái cả Aston Martin 177 tới. Nếu để cô đi cùng một người phá sản, thì người ta không cười chết tôi à? Tề Đẳng Nhàn mặt không đổi sắc nói dối, khiến Dương Quan Quan đều sửng sốt một chút. Cô thật không ngờ, Tề Đẳng Nhàn lại nhớ rõ sinh nhật của mình, lại còn để ý đến như vậy, cố ý lái siêu xe tới đón. Cô biết rất rõ bình thường Tề Đẳng Nhàn không lái chiếc xe này, đi đâu cũng dùng chiếc Phaeton kia, hôm nay lái xe này tới đây hiển nhiên là có mục đích khác. Được rồi, là tôi không lĩnh hội được lòng tốt của anh, tôi sai rồi. Dương Quan Quan tự giác đeo dây an toàn lên. Đương nhiên, Tề Đẳng Nhàn cười ha hả nói, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Kỹ năng của hắn ngày càng tiến bộ không còn xấu hổ như lần bị Lý Vân Uyển quấy rối năm xưa. Dương Quan Quan nói, nếu anh cố ý đến tổ chức sinh nhật cho tôi, vậy có quà sinh nhật chứ? Nói thật, đây là sinh nhật đầu tiên của tôi với mọi người trong hơn 20 năm qua. Lúc cô ở Dương gia đương nhiên cũng đón sinh nhật, nhưng mà ngày đó cũng quá thảm, những người của Dương gia sẽ làm ra một số chuyện vào ngày sinh nhật của cô để cố ý làm cho cô ghê tởm. Sau khi rời khỏi Dương gia, cô cũng không đón sinh nhật thêm một lần nào nữa. Tề Đẳng Nhàn không khỏi sửng sốt một chút. Dương Quan Quan cười lạnh nói, xem ra lời nói dối của anh vẫn còn sơ hở. Tề Đẳng Nhàn tức giận nói, cô lại dám nghi ngờ thành ý của ông chủ à? Mẹ kiếp! Làm phản rồi đúng không? Trong lúc nói chuyện, Tề Đẳng Nhàn một tay cầm vô lăng, một tay lấy ra bùa may mắn Kiều Thu Mộng đưa cho hắn hôm qua. Cho cô, bùa may mắn này rất quý, số lượng siêu giới hạn, có tiền không chắc đã mua được đâu. Tề Đẳng Nhàn nói, đồng thời khen ngợi sự cơ trí của mình. Dương Quan Quan lần này thật sự khiếp sợ, không nghĩ tới Tề Đẳng Nhàn cư nhiên thật sự chuẩn bị quà cho mình, lại còn sang trọng và dụng tâm như vậy. Đột nhiên, cô cảm thấy xấu hổ vì đã nghi ngờ sự chân thành của anh. Phải nói, thao tác này của Tề Đẳng Nhàn rất khoa trương. Lý Vân Uyển tặng cây bút Parker cho hắn, hắn đưa cho Kiều Thu Mộng làm quà. Kiều Thu Mộng đưa hắn bùa may mắn, hôm nay lại tới tay Dương Quan Quan. Tay này mượn hoa hiến Phật, bị hắn chơi đùa ra tới. Cảm ơn anh, tôi rất thích món quà này. Dương Quan Quan không chút do dự cầm lấy, nắm chặt bùa trong tay, cảm giác thật ấm áp. Thích là tốt, lần sau không cho phép nghi ngờ ông chủ của cô. Tề Đẳng Nhàn không biết xấu hổ nói. Trong ánh mắt Dương Quan Quan có thêm vài phần ôn nhu, lặng lẽ nghịch chiếc bùa may mắn tinh xảo này, cô rất thích nó. Rất nhanh, Tề Đẳng Nhàn liền trực tiếp lái xe xuống dưới lầu căn hộ của Dương Quan Quan rồi tùy tiện mua mấy món ăn trong siêu thị. Dương Quan Quan trong tay cầm chiếc bánh ngọt nhỏ đi theo bên cạnh Tề Đẳng Nhàn, nhìn bộ dáng mua đồ ăn của anh, tinh thần nhất thời không khỏi có chút hoảng hốt. Mình đang nghĩ gì vậy? Người này chính là một lão biến thái, ăn trong chén nhìn trong nồi, mình ngàn vạn lần không thể bị thủ đoạn này của anh mê hoặc. Dương Quan Quan đưa tay vỗ vỗ hai má để trấn tĩnh lại. Sau khi trở lại căn hộ, Tề Đẳng Nhàn chủ động sắp một bàn cơm với màu sắc và hương vị đầy đủ, khiến cho Dương Quan Quan nuốt nước miếng liên tục. Ăn cơm xong liền bày ra chiếc bánh ngọt nhỏ, sau khi tắt đèn thắp nến, Dương Quan Quan mới phát hiện. Tất cả đều xa lạ nhưng lại khiến bản thân cảm động đến như vậy. Tề Đẳng Nhàn nhìn chiếc bánh nhỏ trên mặt bàn, ánh nến đung đưa, ánh mắt trở nên ngày càng thâm trầm, dường như cũng xúc động tới ký ức sâu thẳm của hắn. Từ năm rời đi đế đô hắn cũng chưa từng có một lần sinh nhật. Hắn bây giờ có chút nhớ nhung tới mẹ và người cha không bao giờ nói lời nào của mình. Cảm ơn anh đã cùng tôi đón một sinh nhật vui vẻ như vậy. Dương Quan Quan thổi tắt ngọn nến. Sau khi bật đèn lên liền cảm ơn Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn lấy lại tinh thần, không khỏi cười, nói, không có gì, tôi cũng rất vui vẻ.
Dương Quan Quan nhìn không được hỏi, anh có chuyện gì sao? Nói tôi nghe một chút đi. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, cũng không có chuyện gì, chỉ là một đoạn tình yêu không môn đăng hộ đối dẫn đến một chuỗi ân oán mà thôi. Dương Quan Quan kinh ngạc, nói chuyện này có quan hệ với anh lúc trước khi bị Tề gia đuổi ra khỏi đế đô à? Ánh mắt Tề Đẳng Nhàn thâm thúy, cảm thấy chuyện này nói với Dương Quan Quan cũng không sao, dù sao hoàn cảnh hai người đều có chút giống nhau, chẳng qua hắn chưa bao giờ oán hận mà thôi. Mẹ tôi đến từ một gia tộc có thế lực cường đại, thế lực này cường đại đến mức không ai có thể tưởng tượng được. Ba tôi là con cả của Tề gia tại đế đô. Tuy nhiên, cha tôi đã bị bệnh từ khi còn nhỏ vì cổ họng bị đau nên ông không thể nói chuyện. Trùng hợp ngẫu nhiên vào lúc đó, có một lão đạo sĩ đi ngang qua cổng Tề gia, vì thế bèn bói cho cha tôi một quẻ. Từ ngày đó cha tôi đổi tên thành Tề Bất Ngữ. Tề Đẳng Nhàn vừa ăn bánh ngọt, vừa thản nhiên nói, đem bối cảnh và quá khứ không ai biết của mình đều nói cho cô biết. Dương Quan Quan nghe được có chút kinh ngạc, nói cho nên thế lực lớn này không cho phép một người câm trở thành con rể của họ. Tề Đẳng Nhàn gật đầu, nói, bọn họ cảm thấy nếu chọn một người bị câm làm con rể đúng là một loại sỉ nhục. Dương Quan Quan ngạc nhiên, thậm chí có chút cảm giác không thể tin được, nhíu mày nói, cha anh là con cả của Tề gia, Tề gia lại ở đế đô, nhìn toàn bộ Hoa Quốc mà xem có mấy đại gia tộc có thể sóng vai cùng Tề gia. Thay vì giải thích những vấn đề này, Tề Đẳng Nhàn tiếp tục nói, ba mẹ tôi đến với nhau vì nhân duyên trùng hợp, sau đó hai người yêu nhau rồi sinh ra tôi. Tuy nhiên, vấn đề này lại không được thế lực đó chấp nhận. Vì vậy, bọn họ đã cho người đi bắt mẹ tôi trở về, và thậm chí muốn giết tôi. Cũng may Tề gia cuối cùng cũng ra mặt, đồng thời cũng có đại nhân vật của Hoa Quốc đứng ra nói chuyện, lúc này bọn họ mới tha mạng cho tôi. Nói đến đây, hắn không khỏi nhún nhún vai, những chuyện này đều là khi hắn còn nhỏ được biết từ cha mình. Cho đến mấy năm sau, tôi đã bị bắt cóc, và những người làm chuyện này đương nhiên là do gia tộc đó xúi giục mà đến. Nghe nói rằng rất nhiều người đã đồng ý, cảm thấy rằng dùng mạng chó của tôi để đổi lấy sự bình yên trong tương lai là một điều rất đáng giá. Nhưng cha tôi không cho phép, dù sao tôi cũng là con ruột của ông ấy. Dương Quan Quan chỉ cảm thấy câu chuyện này rất thú vị, có chút chờ mong hỏi, sau đó thì sao? Tề Đẳng Nhàn cười, nói, sau đó, cha tôi bắt đầu giết người, những ai chặn đường ông hầu như đều bị ông giết hết. Ông một đường từ Tề ra giết ra, đem những người âm thầm ngáng chân, cản trở đều giết sạch. Cuối cùng, ông đuổi theo một thiếu gia của một gia tộc lớn, âm thầm đến cửa quốc hội, đập đầu hắn ta vào ngực trước mặt vô số đại nhân vật. Em có biết hình ảnh đó như nào không? Đó là một cú đấm từ đỉnh não của hắn ta, và sau đó đập vào toàn bộ cột sống bị nghiền nát, đầu không chống đỡ nổi và đã co lại trong lồng ngực. Dương Quan Quan nhất thời rợn tóc gáy, không dám tưởng tượng tới hình ảnh đó, quả thực quá mức kinh khủng. Cuối cùng tôi được cha tôi cứu ra, những người muốn gây chuyện cũng bị cha tôi làm cho sợ hãi. Nhưng mà, cha tôi cũng bị tai biến sau vụ này. Vì vậy, cả hai cha con chúng tôi đã bị đuổi khỏi Tề gia, rời khỏi đế đô. Giọng điệu Tề Đẳng Nhàn rất bình tĩnh, dường như đối với những chuyện khó khăn trước kia không thèm để ý. Dương Quan Quan lại cảm giác được, trong lồng ngực của anh giống như có một ngọn lửa, phẫn nộ và cừu hận. Ngọn lửa này không đốt cháy kẻ địch thì cũng sẽ đốt ngược lại chính anh thành cho tàn. Hai cha con chúng tôi bị đưa đến nhà tù Udo, cha tôi làm cai ngục ở đó. Nhà tù Udo có tổng cộng 18 cai ngục, và chỉ trong 5 năm ngắn ngủi họ đã bị các tù nhân tàn sát rất nhiều. Bọn họ đày cha tôi tới nơi này hơn phân nửa ý tưởng là muốn mượn đao giết người. Nhưng cha tôi là ai? Cha tôi đã giết được rất nhiều người khiến các ông lớn ở đế đô sợ hãi. Không lâu sau, ông ấy liền trở thành đại đương gia lừng lẫy, sau đó, tôi cũng dần dần trở thành nhị đương gia khiến mấy thằng nhóc kia phải sợ hãi. Tề Đẳng Nhàn cười nhẹ một tiếng, trong lòng có chút đắc ý. Hắn thật sự cảm thấy mình còn trẻ như vậy nhưng có thể chèn ép đám lão già kia không ngẩng đầu lên được là một chuyện rất lợi hại, dù sao hắn cũng rất tự hào về thân phận quản giáo của mình. Dương Quan Quan vui vẻ nói, những tên kia chỉ sợ đến chết cũng không thể tưởng tượng được. Ngục giam này không thể giết chết cha con hai người, ngược lại trở thành bối cảnh cường đại để anh và cha anh có thể dựa vào. Tề Đẳng Nhàn nói, có lẽ vậy. Tuy nhiên, sớm muộn gì tôi cũng sẽ trở lại đế đô, và tôi cũng sẽ đón mẹ tôi trở về. Đến lúc đó, nếu ai dám ngăn cản tôi,
tôi sẽ cho họ biết, tôi giết người sẽ càng điên hơn cha tôi. Này, Dương Quan Quan có chút buồn nôn, sau đó nói, hiện tại cũng không phải là thời điểm đánh giết, bình tĩnh thôi, tôi tin anh có thể làm được mà. Tề Đẳng Nhàn thở dài, nói tôi chỉ muốn đón mẹ tôi ra rồi đưa theo nữ nhân mình thích, cả gia đình đoàn tụ và sống tốt những ngày chưa từng có trước đây. Dương Quan Quan hâm mộ nói, Vân Uyển nghe được lời này của anh phỏng chừng sẽ rất vui vẻ đấy. Tề Đẳng Nhàn khinh thường liếc nhìn cô một cái, nói tôi đang nói là mang theo nữ nhân tôi thích, đây là một phạm trù lớn, không phải chỉ riêng một người. Dương Quan Quan sửng sốt một chút liền tức giận đứng lên, mắng anh là đồ cha nam. Vì vậy, cô không cần phải ép buộc bản thân mình như vậy, tôi so với cô tưởng tượng còn thậm tệ hơn nhiều. Tề Đẳng Nhàn cuối cùng nói. Dương Quan Quan trầm mặc bĩu môi, bối cảnh của hai người quả thật có chút tương tự, hơn nữa, những gì Tề Đẳng Nhàn trải qua so với mình còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Nói với cô những điều này là hy vọng cô sẽ sống tự do hơn một chút, học hỏi thêm về tâm lý ông chủ của cô. Cô thấy đấy, đó là lý do tại sao tôi là ông chủ, và cô chỉ là người làm công ăn lương của tôi. Tề Đẳng Nhàn cười đắc ý, bổ sung một câu như vậy, dường như làm cho hắn cảm thấy đặc biệt sảng khoái. Dương Quan Quan tức giận không thể kìm được, tên khốn này có thể đừng nói nữa được không? Anh cũng chẳng qua là làm thuê ở Đông Tình mà thôi, bớt điên đi. Dương Quan Quan tức giận đáp lại. Vậy tôi ít nhất vẫn là ông chủ của cô, qua đây kêu một tiếng ông chủ tôi nghe một chút. Tề Đẳng Nhàn câu ngón tay rồi cười nói. Dương Quan Quan híp mắt lại, sau đó khẽ cười nói, ông chủ lớn nhất, ông chủ thủy chung, ông chủ có tố chất làm chú rể. Cuối cùng, cô nghiến răng nghiến lợi nói, cảm tạ vị thần đế đại lão là anh đã chiếu ra những thứ kia trong lúc tôi phát sóng trực tiếp. Đầu óc của Tề Đẳng Nhàn bối rối, cô đều biết hết ư. Ông chủ à, chỉ cần những thứ kia mà anh gửi thì tôi thật sự khó có thể nảy sinh sự kính nể và ngưỡng mộ đối với anh. Còn có hồ ly tinh khiêu vũ và khiêu dâm mềm mại trong bộ siêu tập của anh, chật chật chật, hoa cả mắt. Dương Quan Quan trực tiếp chọc vào thóp của Tề Đẳng Nhàn, vẻ mặt trêu chọc. Giọng điệu mang theo một chút khinh bỉ. Tề Đẳng Nhàn bị nói vô cùng xấu hổ, hắn ở trong phòng Livestream của Dương Quan Quan chính là trạng thái phóng thích bản thân, cho rằng Dương Quan Quan không biết đó là hắn, cho nên đã nói rất nhiều lời tục tĩu. Hơn nữa, hắn còn thường xuyên trêu chọc Dương Quan Quan ngực to, các loại dâm ô tiện tay là chạm tới, mang theo tiết tấu của màn hình phát sóng trực tiếp. Thì ra cô đã sớm biết rồi sao? Tề Đẳng Nhàn ho khan một tiếng. Mặt già thế nhưng đều có chút đỏ lên. Anh không phát hiện những hồ ly tinh anh đăng ký đều biến mất sao? Là tôi vì sức khỏe thể xác và tinh thần của anh mà giúp anh xóa đi đấy. Dương Quan Quan cười lạnh một tiếng, nói. Tề Đẳng Nhàn không khỏi ngẩn người, lúc trước hắn còn tưởng rằng những mỹ nữ dẫn chương trình mà mình đăng ký đều bị nền tảng phong tỏa, không nghĩ tới lại là Dương Quan Quan xóa bỏ. Dù sao cũng bị người ta vạch trần. Hơn nữa bản thân Dương Quan Quan chính là người dẫn chương trình phát sóng trực tiếp hoạt náo viên, đối với những nữ MC mà anh đăng ký kia rất rõ ràng, điều này làm cho anh ít nhiều có chút ngượng ngùng. Khụ khụ khụ, xóa tốt, xóa tốt, những người dẫn chương trình nữ kia thật ra đều là nền tảng đẩy tới, lúc ấy tôi tiện tay gọi tất cả đăng ký nhưng mà không thấy nhiều lắm. Tề Đẳng Nhàn giải thích. Dẫn chương trình Livestream sử dụng hệ thống dữ liệu lớn nên sẽ thông qua sở thích của người dùng để tiến hành đưa đẩy. Dương Quan Quan nói với một khuôn mặt trêu chọc. Tề Đẳng Nhàn có loại xúc động giơ đấm vỡ đầu bí thư quèn kia, đen mặt nói, cô vạch trần tôi nhiều như vậy còn muốn quà tặng hay không? Cô phải biết rằng hai lần nguy cơ phát sinh trong lúc Livestream của cô đều là vị ông chủ này, đường đường là thần đế đại lão giúp cô giải quyết. Dương Quan Quan không khỏi cười, điều này thật sự, Tề Đẳng Nhàn trong Livestream của cô là tiền bạc mấy triệu đập vào, trong lòng cô vẫn vô cùng cảm động. Tuy nhiên, cảm động là cảm động, nhưng cũng không ngăn cản cô tức giận mắng Tề Đẳng Nhàn là lão biến thái. Này, cô nói xem, những người hâm mộ của tôi biết cô đang hẹn hò ăn tối với một ông trùm trong bảng xếp hạng, có thể tức giận đến mức kéo cô trực tiếp ra ngoài không? Tề Đẳng Nhàn cười nói. Mặc dù tôi có rất nhiều fan hâm mộ nhan sắc, nhưng sau tất cả thì tôi đi theo con đường trò chơi phát sóng trực tiếp, không phải là khiêu dâm tình sắc. Tôi cảm thấy cái này cũng không có ảnh hưởng gì. Dương Quan Quan lạnh nhạt nói, bộ dáng rất tự tin. Còn giá trị nhan sắc, tôi cảm thấy cô nghĩ nhiều rồi. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu. Không phải sao,
Dương Quan Quan có chút khó chịu, mình tuy rằng không thể xưng là quốc sắc thiên hương, nhưng nhan sắc tốt xấu gì cũng là cấp bậc 90 đi. Tề Đẳng Nhàn nhìn thoáng qua trước ngực cô, nói, tôi cảm thấy tất cả không sai biệt lắm đều là người hâm mộ của cô, nếu cô có thể livestream chơi cầu lông, ước tính số lượng người hâm mộ sẽ tăng gấp đôi. Dương Quan Quan không khỏi sửng sốt, sắc mặt trong nháy mắt nghẹn đến đỏ bừng. Chơi cầu lông, Dương Quan Quan lại nhớ tới ngày đó ở câu lạc bộ Thượng Động, Tề Đẳng Nhàn mời cô cùng chơi cầu lông. Bây giờ hãy suy nghĩ một chút, cảm thấy tất cả có một cái gì đó không đúng. Lão biến thái này nhất định có âm mưu gì đó không thể nói ra. Tề Đẳng Nhàn giơ tay lên nhìn đồng hồ, cảm thấy đã đến lúc đi rồi, liền đứng dậy, nói chúc cô sinh nhật vui vẻ thêm lần nữa, thời gian không còn sớm, nếu cô không mở miệng cầu xin tôi ở lại là tôi sẽ đi đấy. Dương Quan Quan đỏ mặt nói, sao, ai yêu cầu lão biến thái như anh ở lại? Mau cút đi, anh là đồ xấu xa không có lòng tốt gì. Tề Đẳng Nhàn liền nói, mỗi một fan nam trong Livestream chả có ai có lòng tốt cả, điều này là rất bình thường. Nếu không tin, cô có thể hỏi lại bên trong phòng phát sóng trực tiếp một chút. Dương Quan Quan cảm thấy anh chẳng nói ra được câu nào tử tế, thúc giục anh nhanh chóng cút đi, chờ anh xỏ giày xong liền tiễn anh xuống dưới lầu. Ông chủ Tề, Dương Quan Quan bỗng nhiên nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn gọi một tiếng. Cái gì? Tề Đẳng Nhàn quay đầu lại nhìn Dương Quan Quan nói, định để cho tôi ngủ lại sao? Dương Quan Quan lắc đầu, nói tôi cảm thấy giữa chúng ta nên duy trì khoảng cách như vậy đi, vừa vặn không xa cũng không gần. Làm bạn với anh, tôi cảm thấy rất vui. Cho nên anh tạm thời không cần nghĩ tới vấn đề khác. Tề Đẳng Nhàn nghe xong liền nhíu mày, nói có ý gì, tôi không hiểu. Dương Quan Quan nói, ý tôi là trừ quan hệ bạn bè và lệ thuộc ra. Tôi không mong giữa chúng ta xuất hiện những thứ khác. Tề Đẳng Nhàn cười một cái rồi bỗng nhiên quay đầu lại, Dương Quan Quan theo bản năng lùi về sau hai bước, sau lưng rầm một tiếng lưng liền dựa sát vào vách tường. Tề Đẳng Nhàn một tay trực tiếp vươn lên trên vách tường bên đầu cô, bộ dáng này không thể gọi là tổng tài bá đạo, nhưng tuyệt đối cũng là nhà tư bản bá đạo. Tôi hiểu ý cô, là giữa ông chủ và thư ký đúng không? Hay giữa nữ MC và người đứng đầu bảng cũng nên có chút chuyện xưa. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhã cười như không cười hỏi. Dương Quan Quan trong nháy mắt nghẹn đến đỏ bừng, cắn răng nói, tôi không phải ý này, anh không cần xuyên tạc lung tung. Ý tôi là, chúng ta nên giữ khoảng cách. Tề Đẳng Nhàn đưa tay kéo lấy thắt lưng cô, làm cho cả người cô dựa vào trong ngực hắn. Sau đó, hắn cười nói, cô nói là khoảng cách như này sao? Giống như khoảng cách dưới sạp báo khi trời mưa to hôm đó. Vậy tôi rất vui khi được giữ nó với cô. Dương Quan Quan cảm thấy không chỉ chân đang nhũn ra, trái tim cũng vào thời khắc này cũng nhũn ra, hô hấp ở chóp mũi đều tràn ngập hơi thở của người đàn ông hùng tráng này khiến cho đầu óc cô choáng váng. Hay là khoảng cách trước đại hội thu hút đầu tư hôm đó. Tề Đẳng Nhàn một tay ôm eo cô thư ký nhỏ, một tay theo bả vai ôm tới phía sau lưng cô. Dương Quan Quan choáng váng hết cả người, nào biết Tề Đẳng Nhàn lại không theo quy củ ra bài như vậy, quả thực chính là quá ngang ngược, một quân bài nhỏ hắn cũng đánh ra hiệu quả lớn tới như vậy. Tề Đẳng Nhàn cũng biết đạo lý một vừa hai phải, sau khi buông Dương Quan Quan ra liền mỉm cười, nói, lời của thư ký Dương tôi đều nhớ kỹ, sau này tôi sẽ giữ khoảng cách thích hợp. Sau khi nói xong lời này, Tề Đẳng Nhàn phất tay, không đợi Dương Quan Quan lấy lại tinh thần lại liền trực tiếp rời đi. Mãi cho đến khi tiếng gầm của Aston Martin 177 vang lên trong tai, Dương Quan Quan mới hoàn hồn, mặt đỏ giống như bị bôi chu sa, da mặt cũng nóng đến không chịu nổi. Lão biến thái này, vừa rồi tay có phải nhân cơ hội sờ tới mông mình không? Dương Quan Quan nghiến răng nghiến lợi dậm chân, trong lòng dâng lên một loại cảm giác bất đắc dĩ. Cô có một loại cảm giác bị ăn sạch sẽ, không thể thoát khỏi móng vuốt của hắn trong mọi trường hợp. Đáng sợ hơn. Cô phát hiện ra rằng cô có thể tìm thấy một cảm giác an toàn chưa từng có trong một cái ôm không có ý tốt của hắn. Mình tuyệt đối không thể thích một tên cha nam như vậy. Dương Quan Quan điên cuồng vuốt tóc, tức giận chạy lên lầu. Tề Đẳng Nhàn lái siêu xe không chút vội vàng đi về nhà, trong lòng nghĩ chiếc Aston Martin này liền trực tiếp tặng Lý Vân Uyển làm quà sinh nhật là được rồi, dù sao tổng cộng cũng chỉ chạy hơn 2000 km. Cũng giống như xe mới chuyển tay cũng có thể bán được 20-30 triệu. Tương tự như vậy,
đây cũng coi như là một chút phục vụ cho các trường tu la có thể bùng nổ bất cứ lúc nào sau này. Dù sao, hắn chuyển tay để tặng quà của Lý Vân Uyển cho Kiều Thu Mộc, nếu không gửi cho cô ấy một ít đồ quý giá, sau này chỉ sợ sẽ cực kỳ mất cân bằng tâm lý và lửa giận đó cũng không dễ dàng lắng xuống. Gửi chiếc xe này chờ đợi cho đến khi cô ấy nhìn lại thấy món quà của riêng mình là đắt nhất sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ngày hôm sau Tề Đảng Nhàn vừa đến công ty, liền nhận được một tin tức không tốt. Hướng Đông Tình vẻ mặt u ám ngồi ở trong phòng làm việc của hắn chờ đợi, Lý Vân Uyển thì cầm một xấp tài liệu giảng giải với Đông Tình về vấn đề gì đó. Hai người thấy Tề Đảng Nhàn đến, cũng không hẹn mà cùng đứng dậy. Tề Tổng, anh cứ làm việc như vậy cũng không tốt, anh là Tổng Giám Đốc, là tấm gương của toàn công ty. Hướng Đông Tình nổi giận trách mắng, giữa hai hàng lông mày tràn ngập phiền não cùng sắc bén. Hướng Tổng, có tức giận gì cũng đừng hướng về phía tôi. Nếu không, lần sau ai còn dám đến nhà anh ăn cơm? Tề Đảng Nhàn bất đắc dĩ nhún vai, nói. Lý Vân Uyển nhẹ nhàng nhíu cặp mày liễu thon dài, nghĩ thầm, tốt ha, đi ăn cơm với nhà Đông Tình cư nhiên không nói cho mình biết. Đợi đến khi Tề Đảng Nhàn không chút do dự ngồi xuống, Hướng Đông Tình lúc này mới đem một xấp tài liệu ném tới trước mặt hắn. Tề Đảng Nhàn tiến lại gần nhìn, giỏi thật, cư nhiên toàn bộ đều là từ chức. Hơn nữa còn là từ chức quản lý cấp cao trong tập đoàn Hướng Thị. Từ Ngạo Tuyết dùng thủ đoạn này chính là muốn bước chúng ta vào chỗ chết. Tề Đảng Nhàn nhìn thấy những tư liệu trên, không cần Hướng Đông Tình nói thêm liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Cô ta thật quá đáng có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Không muốn đổi việc, cô ta thậm chí còn gây ra mối đe dọa liên quan tới cái chết. Hướng Đông Tình đen mặt nói. Rõ ràng. Sự thất bại của dự án cảng nước sâu ở Vịnh Đông Hải đã làm cho Từ Ngạo Tuyết cảm thấy áp lực, vì vậy, bắt đầu sử dụng một số thủ đoạn bất thường. Lý Vân Uyển ở một bên xoa xoa đầu, nói, sáng nay tôi giúp Hướng Tổng chọn người từ công ty chúng tôi, tìm ra người hợp lý điều đến tập đoàn Hướng Thị chống đỡ một chút. Tề Đảng Nhàn đưa tay trà sát cằm, nói, xem ra cô ta cảm thấy nguy hiểm, cho nên mới dùng những thủ đoạn này. Nhưng mà chuyện này cũng không sao. Chúng ta đáp lại một chút là được rồi. Từ Ngạo Tuyết hẳn là rất rõ ràng, những mánh khóe quỷ quái không thể lên đài này nhiều lắm chỉ có thể làm người khác ghê tởm. Nếu sử dụng thủ đoạn thông thường thì cô ta sao có thể đạt được lợi ích như mong muốn. Hướng Đông Tình nhíu mày nói, chúng ta nên đáp lại như thế nào? Tôi không có mối quan hệ gì trong lĩnh vực này. Tề Đảng Nhàn không khỏi cười, nói anh đừng giả vờ, trực tiếp hỏi tôi dự định sắp xếp như thế nào là tốt rồi. Còn nói mình không có quan hệ gì, thật buồn cười mà. Hướng Đông Tình hừ lạnh một tiếng, cũng không cảm thấy xấu hổ khi bị nhìn thấy tâm tư. Tình hình bây giờ thế nào rồi? Tề Đảng Nhàn hỏi. Hướng Đông Tình đặt máy tính bảng trong tay lên bàn làm việc, trên đó có một phân tích dữ liệu. Bây giờ Liên minh Kinh doanh Từ Thị đã đầu tư gần 20 tỷ vào và mỗi ngày đang không ngừng tăng vốn. Tập đoàn Hướng Thị hiện tại đang chịu áp lực rất lớn. Chuỗi công nghiệp mọi mặt dường như có nguy cơ bị đứt tài chính bất cứ lúc nào. Hướng Đông Tình nói đến đây, khóe miệng không khỏi cong lên. Trải qua sự tỉ mỉ của cô, Từ Ngạo Tuyết đã vào vòng trung tâm, lúc này hối hận chỉ sợ cũng có chút muộn, chỉ có thể kiên trì tiếp tục đầu tư tiền đánh xuống. Tề Đảng Nhàn gật gật đầu nói, lúc thu lưới đừng đi công tác sai, vệ sĩ an bài cho anh nhất định phải mang theo bên người, tránh xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Lý Vân Uyển nghe hai người nói chuyện, trong lòng không khỏi cảm thán giống như rơi vào trong mơ vậy, không nghĩ tới một ngày mình cũng có thể tham gia vào cuộc chiến thương mại mở rộng như vậy. Được rồi, Hướng Tổng anh về đi, có cần người trực tiếp đưa đi từ Thiên Lai tư bản là được. Tề Đảng Nhàn sau khi biết rõ sự tình, trong lòng liền hiểu rõ. Hướng Đông Tình dụi dụi mắt, đứng dậy. Tề Đảng Nhàn nói, nhớ chú ý thân thể. Hướng Đông Tình chỉ nhàn nhạt cười. Sau đó rời khỏi Thiên Lai tư bản rồi trở lại tập đoàn Hướng Thị chỉnh đốn lại đi. Lý Vân Uyển đợi đến khi Hướng Đông Tình rời đi, đưa tay véo lấy ra mặt Tề Đảng Nhàn, nói anh vụng trộm chạy tới nhà Đông Tình ăn cơm không nói cho tôi biết đúng không? Ăn một bữa ăn bình thường mà thôi, có gì đáng ngạc nhiên, cô lại không để cho tôi động vào. Tề Đảng Nhàn cười cợt nói. Trong khi nói chuyện, hắn đã lấy điện thoại di động của mình ra và bấm vào một dãy số. Qua văn phòng của tôi mang theo máy tính sách tay, sau đó đưa Thiên Lang tới. Tề Đảng Nhàn nói một cách bình tĩnh. Vâng, nhị đương gia. Quản giáo trả lời điện thoại vội vàng đáp ứng.
Lý Vân Uyển không khỏi hỏi, đây là gọi điện thoại về ngục giam sao? Tề Đẳng Nhàn gật đầu, Thiên Lang cũng không đơn thuần là võ lực cao siêu, hắn có thể đánh cắp cả bom nguyên tử, vậy nên không có kỹ thuật nào hắn không làm được. Rất nhanh, Thiên Lang liền tiếp nhận điện thoại của Tề Đẳng Nhàn, hơn nữa hắn còn lấy được chiếc máy tính mà rất lâu rồi chưa được chạm tới. Thiên Lang, cậu giúp tôi tra ra một cái địa chỉ. Tề Đẳng Nhàn muốn biết cấp dưới Từ Ngạo Tuyết làm việc ở nơi nào, chuẩn bị dùng cái này để đáp trả. Thiên Lang nhanh chóng tìm thấy địa chỉ, ngay trong một nhà máy điện tử ở thành phố Trung Hải. Tề Đẳng Nhàn hỏi, có thể trực tiếp bôi đen máy tính của bọn họ không? Thiên Lang cười khổ, nói, nhị đương gia, tôi có thể giúp anh tra được địa chỉ đã là giỏi rồi, anh để cho tôi bôi đen vi tính của người ta, sao có thể chứ? Những máy tính như vậy thường được thiết kế đặc biệt để thao tác, về cơ bản có một hệ thống chống xâm nhập mạnh mẽ và tường lửa phức tạp. Anh muốn cho tôi bôi đen máy tính của họ, thì trước tiên phải cho tôi truy cập vào mạng của bọn họ đã. Nếu không, anh chuyển mạng lưới của bọn họ từ thành phố Trung Hải tới đây cho tôi. Tề Đẳng Nhàn nhíu mày một cái, sau đó có chút khó chịu, nói cậu đang giễu cợt tôi đọc ít sách đúng không? Thiên Lang gượng cười hai tiếng. Tối nay giảm bớt đùi gà, thời gian hóng gió cũng giảm một tiếng. Tề Đẳng Nhàn tức giận nói. Thiên Lang sửng sốt, có chút bốc lửa, đây không phải là ép người quá đáng sao. Tuy nhiên, đối mặt với sự bắt nạt lâu dài của nhị đương gia, hắn là một nhân vật bá chủ thế giới ngầm lừng lẫy, cũng chỉ có thể nén giận. Nhị đương gia, bớt đùi gà có chút quá đáng. Thiên Lang có chút ủy khuất nói. Tề Đẳng Nhàn không nói hai lời liền cúp điện thoại, sau đó viết địa chỉ vào giấy. Thế nào rồi, có thể trực tiếp bôi đen máy tính của họ không? Lý Vân Uyển hưng phấn hỏi, cảm thấy giống như đang xem phim kích thích vậy. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, sau đó gọi vào số Từ Ngạo Tuyết. Từ Tổng, làm việc không thể không phúc hậu như vậy đi, dùng loại thủ đoạn này không ngại mất mặt sao? Tề Đẳng Nhàn không khỏi cười ha hả hỏi. Người khôn lựa chọn dừng lại, tôi sao lại không phúc hậu chứ? Thanh âm khinh thường của Từ Ngạo Tuyết truyền đến. Lý Vân Uyển đứng ở một bên có chút khó chịu, Tề Đẳng Nhàn người này cư nhiên không nói chuyện với mình. Cô có chút tức giận, xoay người muốn đi, kết quả vừa bước một bước, Tề Đẳng Nhàn liền đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Một tiếng động vang lên, cả người cô trực tiếp rúc vào trong ngực Tề Đẳng Nhàn. Lý Vân Uyển nhìn không được quay đầu lại lườm hắn một cái nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười ngọt ngào, cô giang tay ôm lấy cổ hắn. Lý Vân Uyển từng dạy Tề Đẳng Nhàn im lặng là tốt nhất tại thời điểm này, bây giờ thấy Tề Đẳng Nhàn vận dụng đã thuần thục rồi. Nếu Từ Tổng cô không nể mặt như vậy, vậy cũng đừng trách tôi không khách khí. Tề Đẳng Nhàn cười một tiếng, cảnh cáo nói. Từ Ngạo Tuyết cười lạnh, nói Tề Đẳng Nhàn tôi chờ xem anh có thủ đoạn gì. Để tôi xem anh có thể khiến tôi ngạc nhiên hay không. Ngu xuẩn. Sau khi Từ Ngạo Tuyết cúp điện thoại, tức giận dùng sức mắng một tiếng. Trụ sở chính của tập đoàn Từ Thị ở Đế Đô nên cô ta cũng không tin tay của Tề Đẳng Nhàn còn có thể duỗi đến Đế Đô gậy ông đập lưng ông. Nguyên văn, dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân, lấy cách của ngươi trị lại ngươi, anh dùng cách gì đối phó tôi thì tôi sẽ dùng lại cách đó để đối phó với anh. Vì nó là thành ngữ nên em tìm đổi qua thành ngữ Việt có nghĩa gần giống. Còn dám gọi cảnh cáo cô ta, thật là nực cười. Bên chỗ Tề Đẳng Nhàn sau khi bị Từ Ngạo Tuyết cúp máy liền nói với Lý Vân Uyển gọi điện thoại cho Hướng Đông Tình, bảo cô ta chuẩn bị sẵn sàng trước buổi báo cáo chiều nay sẽ vận động thân thể một chút. Lý Vân Uyển gật đầu, trực tiếp bấm số gọi điện thoại cho Hướng Đông Tình. Còn Tề Đẳng Nhàn gọi điện cho Diệp Phong nói, lá con, chỗ tôi cần một số lượng lớn bom mini, đương nhiên không phải dùng để hại người chỉ cần uy lực xấp xỉ giống pháo ném là được. Diệp Phong vui vẻ nói được thôi. Nhị đương gia cứ yên tâm, khi nào anh cần tôi lập tức giúp anh mua sắm. Tất nhiên anh ta rất vui sướng khi Tề Đẳng Nhàn có việc cần nhờ vì dù cho chuyện có cực kỳ to tát hay chỉ là chuyện nhỏ xíu cũng là một cái ân tình, đến lúc anh ta có việc gì cũng dễ mở miệng nói với Tề Đẳng Nhàn. Tôi cần trước buổi trưa, tiếp đó anh mua cho tôi mấy trăm con chuột bạch nhỏ và cột toàn bộ bom lên trên người của lũ chuột. Diệp Phong không biết Tề Đẳng Nhàn đang chuẩn bị làm chuyện gì nhưng nếu đã muốn bố trí như vậy anh ta trực tiếp làm theo là được. Lý Vân Uyển cũng gọi điện được cho Hướng Đông Tình, nói Tổng Giám Đốc Hướng, Tề Tổng bảo vào buổi chiều trước báo cáo cuối ngày sẽ có hoạt động nhỏ để vận động thân thể một chút nên cô cần chuẩn bị sẵn sàng.
Gần đây giá cổ phiếu của tập đoàn Hướng Thị bị Từ Ngạo Tuyến hạ xuống không ít, Hướng Đông Tình cũng đang nghĩ cách kéo cao hơn một chút, như vậy có thể làm cho Từ Ngạo Tuyết nếu muốn chèn ép tập đoàn Hướng Thị cần phải tiêu tốn nhiều tiền hơn. Cô ta tiêu tiền càng nhiều thì đến lúc chết càng thê thảm. Ồ, Tổng Giám Đốc Tề có sắp xếp gì? Lập tức Hướng Đông Tình cảm thấy hứng thú, cô ta không nghĩ rằng năng lực hành động của Tề Đảng Nhàn lại mạnh như vậy. Hô, hô, vâng, Tổng Giám Đốc Tề chuẩn bị ra tay trong trung tâm thương mại của bọn họ. Bỗng nhiên thanh âm của Lý Vân Uyển trở nên dồn dập một ít. Hướng Đông Tình nghe có chút không được tự nhiên, thanh âm này. Nghe thế nào cũng tựa như mèo cái đang đến kỳ động dục. Lý Vân Uyển quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn Tề Đảng Nhàn một cái, sau đó hai ngón tay vặn lấy ra thịt trên cánh tay anh, hung hăng xoay tròn 360 độ. Tề Đảng Nhàn đau đến nhe răng trợn mắt vội vàng lui về, sau đó thành thật đặt tay ôm lấy eo cô ta. Sau khi cúp điện thoại, Lý Vân Uyển mới đưa tay bóp lên mặt Tề Đảng Nhàn một cái, nói anh quá xấu rồi, để Hướng Tổng nghe được thì làm sao bây giờ. Tề Đảng Nhàn cười cợt nói vừa rồi không phải em còn chê tôi không đủ nhiệt tình sao? Bây giờ tôi nhiệt tình lên thì em không chịu nổi. Anh cút ra chỗ khác đi, đồ xấu xa. Lý Vân Uyển tức giận nói rồi đứng dậy chỉnh lại vạt áo của mình. Mới gọi một cuộc điện thoại mà nút áo sơ mi lặng yên không một tiếng động bị cởi bỏ ba cái nút. Lý Vân Uyển tò mò hỏi, vào buổi chiều anh chuẩn bị làm chuyện xấu như thế nào? Anh có thể đưa em đi cùng không? Tề Đẳng cười nói em tò mò thì cùng nhau đi cũng tốt, xem như là quà sinh nhật cho em. Chú anh, nam nhân đều là cái dạng này đúng không, chiếm được thì sẽ không biết quý trọng. Dùng cái này cho có lệ với em, Lý Ngự Tỷ hoàn toàn nổi giận, nhào tới chuẩn bị hung hăng cắn anh một ngụm. Tề Đẳng Nhàn cái khác không sợ nhưng đúng thật anh ta sợ chuyện này, nếu trên cổ thật sự có thêm dấu răng gì đó thì anh ta có thể sớm tu la chàng. Anh chỉ đùa một chút thôi, mang em đi. Anh khẳng định sẽ đưa em đi. Tề Đảng Nhàn đáp lại rồi vội vàng ngăn trở đầu cô ta nhào tới. Lý Vân Uyển hài lòng cười, nói thế này còn được, còn dám qua loa với em xem em có cắn đứt hiết hầu của anh không. Tề Đảng Nhàn ở trong phòng làm việc xử lý công vụ một chút, không bao lâu sau, Dương Quan Quan lại ôm một đống tài liệu đến cho anh ta ký tên. Hiện tại thung lũng sát nhân đang được thi công, mỗi ngày đều có một chồng tài liệu dày cộm cần anh ta ký tên. Hôm nay Dương Quan Quan phụng phịu, bộ dáng rất nghiêm túc, hơn nữa cũng không mặc áo sơ mi, hiển nhiên là vì ngăn chặn ánh mắt vô đạo đức của người nào đó, chó nhà tư bản. Tổng Giám Đốc Tề, mời anh mau ký tên, tôi còn có rất nhiều việc cần phải xử lý. Dương Quan Quan nói với Tề Đảng Nhàn. Thư ký Dương có muốn giữ khoảng cách một chút hay không? Tề Đảng Nhàn không nhịn được nở một nụ cười trêu chọc. Khuôn mặt đang căng thẳng của Dương Quan Quan bỗng chốc đỏ lên. Cô ta xoay người rời đi, có thể nói là chạy trối chết, vừa đi vừa nói, một lát nữa tôi sẽ đến lấy những tài liệu này nên anh hãy ký tên nhanh lên. Tề Đảng Nhàn nhìn cửa phòng bị đóng chặt, không khỏi cười, tay phải vươn ra, lại làm ra một tư thế tất cả tôi đều muốn. Mình cũng không phải nam nhân cặn bã cho chết, mình là quân tử. Dù sao, Quan Quan thư cư, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Đợi đến khoảng trưa. Diệp Phong gọi điện thoại cho Tề Đảng Nhàn, tỏ vẻ hết thảy đều đã làm xong. Không bao lâu sau, một chiếc SUV chạy đến cửa của Tư Bản Thiên Kỳ, trên xe nhảy xuống một cô gái trong sáng xinh đẹp động lòng người, là Trương Nhu, em gái của Trương Tĩnh. Tề tiên sinh, anh rể của tôi bảo tôi đem mấy thứ này đưa tới đây. Trương Nhu cười ngọt ngào với Tề Đảng Nhàn, chớp chớp mắt, mang theo chút hương vị quyến rũ. Tề Đảng Nhàn chỉ thản nhiên gật gật đầu. Không có hứng thú gì đối với sự nhiệt tình của Trương Nhu. Trương Nhu mở cốp xe ra, chỉ thấy bên trong là hai thùng nhựa trong suốt rất to, bên trong hộp nhựa lại chia làm mấy tầng, mỗi tầng đều chứa mấy chục con chuột bạch nhỏ. Trên người những con chuột trắng này đều buộc một đồ vật nhỏ màu đen trên mặt có tia sáng đỏ lập lòe chớp động. Thật nhiều chuột, Lý Vân Uyển nhìn thấy nhiều chuột bạch như vậy thì cảm thấy phát tác chứng sợ hãi chồng chất, lạnh run trốn sang một bên. Sau khi anh rể tôi nhận được chỉ thị của Tề tiên sinh thì mã bất đình Tề đi làm ngay, chạy đến chợ thú cưng và rất nhiều phòng thí nghiệm mới mua được hơn 800 con. Trương Nhu cười nhàn nhã với Tề Đảng Nhàn. Tề Đảng Nhàn cười cười, đem hai cái thùng từ trên xe chuyển xuống, nói được, thay tôi cảm ơn anh ta, cô trở về đi. Ôi! Trương Nhu đáp lại một tiếng, trong lòng không khỏi có chút thất vọng,
chính mình chủ động ném Mị Nhãn lại cư nhiên lại không được nhìn đến. Tề Đẳng Nhàn đối với Trương Nhu cũng không có hứng thú gì, tuy rằng nữ nhân này rất xinh đẹp, nhưng quá đặt nặng tính lợi ích. Đi đi, chúng ta thăm dò sắp xếp một chút, em trở về trước thay quần áo tiện cho hành động. Tề Đẳng Nhàn vỗ vỗ bả vai Lý Vân Uyển. Lý Vân Uyển lập tức trở về phòng quần áo đổi một bộ đồ thể thao đi ra, nói, đi đi mau, em đã không thể chờ nổi nữa. Từ nhỏ cô ta cũng là ngậm thìa vững chắc, là cô con gái được nuông chiều, muốn làm một ít chuyện khác thường cũng sẽ bị gia giáo trói buộc, hiện tại có cơ hội đi theo Tề Đẳng Nhàn làm chuyện xấu nên trong lòng đã hưng phấn đến không chịu được. Tề Đẳng Nhàn một cuộc điện thoại gọi tới hai người, trong đó một người là Tiểu Lôi, một người nữa là Thương Quân. Hiện tại Thương Quân đã không còn định ý đối với Tề Đẳng Nhàn, bởi vì anh ta biết rõ ràng hai người bọn họ căn bản là không cùng tầng lớp nên anh ta tiếp tục giữ ý thù địch người ta cũng chẳng qua là tự tìm đường chết mà thôi. Bộ trưởng Tề, mục đích của hành động lần này là gì? Cả tôi và Tiểu Lôi đều nghe theo anh phân phó. Vẻ mặt Thương Quân cười ha hả, tỏ vẻ cực kỳ lễ độ đối với Tề Đẳng Nhàn. Lúc trước hai người từng có mâu thuẫn hơn nữa Thương Quân còn bị chỉnh đốn rất thê thảm. Nhưng hiện tại Tề Đẳng Nhàn căn bản không để trong lòng chút chuyện ấy, chỉ cười nói đi theo tôi là được. Một đoàn bốn người ngồi trên một chiếc SUV và đem hai thùng chuột bạch xếp đặt ổn thỏa vào chính giữa cốp xe, một đường đi về hướng nơi mà thám tử đã tra được lúc trước. Nhà xưởng này là một xưởng điện tử nhỏ không phải do Từ Ngạo Tuyết đứng tên, đương nhiên như thế này sẽ che được tai mắt của người khác tốt hơn. Vì cổng chính của xưởng điện tử có bảo vệ đứng canh gác cho nên bọn họ đem xe đậu ở chỗ thích hợp. Có điều tương đối lệch. Đi, chúng ta đi vào trước. Tề Đẳng Nhàn chỉ huy Tiểu Lôi và Thương Quân mang hai thùng chuột trắng nhỏ xuống xe, một đường lặng yên lẻn tới cạnh vách tường thấp của xưởng điện tử. Tường cũng chỉ cao tầm hai thước nên đối với những người tập võ như Thương Quân với Tiểu Lôi mà nói là chuyện còn con không đáng kể, dễ dàng trèo lên, sau đó Tề Đẳng Nhàn đưa chuột trắng nhỏ từ đầu bên này ném qua. Lý Vân Uyển không có kỹ năng như họ nên chỉ có thể để cho Tề Đẳng Nhàn đỡ lên. Mông Vân Uyển càng ngày càng có độ co giãn, Tề Đẳng Nhàn nâng Lý Vân Uyển lên đầu tường, trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý, ở phương diện này anh chiếm hơn một nửa công lao không có gì sai đúng chứ. Chờ sau khi Lý Vân Uyển lên đầu tường, trước tiên Tề Đẳng Nhàn bật người qua sau đó đứng tại phía dưới bảo cô ta nhảy xuống. Sau khi Lý Vân Uyển nhảy xuống, Tề Đẳng Nhàn thuận lợi tiếp được không để cho cô ta chịu một tí xíu thương tích. Lúc Lý Vân Uyển nhảy xuống khỏi đầu tường cũng không mảy may chần chờ, hiển nhiên cô ta cực kỳ tin tưởng Tề Đẳng Nhàn. Kế tiếp phải làm như thế nào? Lý Vân Uyển có chút phấn khởi nói, có loại cảm giác nóng lòng muốn thử. Đúng vào lúc này có hai bảo vệ đi tuần tra ngang qua, Tề Đẳng Nhàn vội vàng lôi kéo cô ta trốn sau bồn hoa, hai người Thương Quân cùng Tiểu Lôi đều cuống quýt tìm chỗ ẩn nấp. Lý Vân Uyển ghé vào bên tai Tề Đẳng Nhàn nói, chuyện này kích thích quá. Về sau khi làm loại chuyện này nhớ rõ mang theo em nhiều hơn. Mang theo gánh nặng nhỏ như em à? Tề Đẳng Nhàn tức giận hỏi. Anh có thể nói chuyện hay không? Lý Vân Uyển có chút tức giận, há miệng nhẹ nhàng cắn một cái vào lỗ tai anh ta. Đập vào mặt là thơm ngào ngạt mùi hương ngọt ngào, cảm giác bờ môi mềm mại với cái lưỡi nhỏ chạm vào tai làm cho Tề Đẳng Nhàn không khỏi giật mình một cái, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Trong lòng anh ta không khỏi ảo não. Nữ nhân này quả nhiên chỉ biết ảnh hưởng đến tốc độ rút đao của mình, lần sau làm loại chuyện này vẫn là đừng mang theo cô, miễn cho bị cô làm hỏng việc. Tối nay sẽ chỉnh đốn em. Tề Đẳng Nhàn thấy bảo vệ đã rời đi, cười lạnh với cô ta một tiếng. Thương Quân cũng đi ra từ phía sau chỗ ẩn núp hỏi Tổng Giám Đốc Tề, hiện tại nên làm như thế nào? Tề Đẳng Nhàn cười cười nói, trước tiên cần tìm được chỗ làm việc của mấy tay làm mua bán mà Từ Ngạo Tuyết đã mời về. Sau đó chúng ta tặng cho bọn họ một ít vui mừng kinh ngạc. Vì thế, mấy người bọn họ chia nhau hành động, bắt đầu tìm kiếm nơi làm việc của những tay làm mua bán dưới quyền của Từ Ngạo Tuyết. Tổng Giám Đốc Tề, chúng tôi tìm được rồi, nơi này có rất nhiều người đang dùng máy tính để làm việc, hẳn bọn họ chính là người thực hiện các giao dịch mua bán. Không bao lâu sau Thương Quân gọi điện thoại tới, hạ thấp thanh âm báo cáo tình huống. Tốt lắm, mấy người chờ chút tôi lập tức sẽ đến ngay. Tề Đẳng Nhàn đáp lại, sau đó ôm hai thùng chuột trắng và mang theo Lý Vân Uyển chạy đến chỗ đó. Đây là một nhà xưởng nhỏ nên bên trong ước chừng cũng chỉ có hơn 100 mét vuông mà thôi, chẳng qua bên trong cũng được lắp đặt mấy chục máy tính. Lúc này có thể mua vào. Số 3,
đem cổ phiếu trong tay cậu bán tháo đi một chút. Số 9, chuẩn bị sẵn sàng tiến hành quy mô nhỏ làm trống. Tề Đẳng Nhàn tựa vào bên ngoài nhà xưởng, lỗ tai nhẹ nhàng đặt ở cửa nghe được rõ ràng tình hình bên trong. Xem ra là tìm đúng chỗ. Rất tốt, đặt mục tiêu kế tiếp vào công ty con của tập đoàn Hướng Thị là thực phẩm phụ Hoa Hướng Dương. Tề Đẳng Nhàn nghe người bên trong chỉ huy, lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại cho Từ Ngạo Tuyết. Từ Ngạo Tuyết nhìn thấy người gọi tới là Tề Đẳng Nhàn có chút không muốn nhận nhưng lại tò mò tên ngu xuẩn này muốn nói cái gì với cô ta cho nên vẫn tiếp nhận. Tổng Giám Đốc Từ, hiện tại nhận sai còn kịp nếu không sẽ không có cơ hội đâu. Tề Đẳng Nhàn cười ha hả nói. Anh là bị ngu à? Từ Ngạo Tuyết nhíu mày nói. Đừng nghĩ đến việc tạo ra khoảng trống giá trong cổ phiếu của thực phẩm phụ Hoa Hướng Dương, cô không có cơ hội. Tề Đẳng Nhàn nói. Nguyên bản Từ Ngạo Tuyết định đáp lại một câu nhưng sau khi nghe được những lời này trong đầu không khỏi mê mang, cô ta khiếp sợ đứng dậy quát lớn nói anh nói cái gì? Đó là kế hoạch của cô ta, ngoại trừ cô ta và người phụ trách chính của văn phòng thực hiện các giao dịch mua bán ra thì không có bất luận kẻ nào biết. Nhưng mà giờ phút này Tề Đẳng Nhàn chỉ một câu nói toạc ra kế hoạch của cô ta, điều này làm cho cô ta trừ bỏ kinh hãi ra thì không còn bất kỳ cảm xúc nào nữa. Tề Đẳng Nhàn giơ tay lên nhìn đồng hồ thấy đã đến 2 giờ rưỡi, vậy đến lúc dừng hoạt động của văn phòng làm các giao dịch mua bán cũng không còn bao lâu, nói như thế nào, không nghe khuyên bảo. Từ Ngạo Tuyết lạnh lùng nói anh biết thì có thể làm được gì, hôm nay tôi chính là muốn đánh sập thực phẩm phụ Hoa Hướng Dương. Tề Đẳng Nhàn nhún vai, trực tiếp cúp điện thoại, cười cười với Thương Quân cùng Tiểu Lôi nói chuẩn bị hành động đi. Hai người họ mỗi người ôm một cái thùng chứa đầy chuột trắng nhỏ đi đến cửa sổ nhà xưởng, sau khi Tề Đẳng Nhàn ra lệnh một tiếng thì mở thùng ra trực tiếp đem mấy trăm con chuột bạch thả vào. Người bên trong đang khẩn trương tiến hành thực hiện các giao dịch nên căn bản không nhận thấy được cái gì khác thường. Hả, một con chuột, chuột từ đâu ra, bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng cảm giác ống quần ngứa ngáy cúi đầu nhìn đã thấy một con chuột bạch nhỏ bò lên. Mọi người phục hồi lại tinh thần nhao nhao quay đầu nhìn đều không khỏi lắp bắp kinh hãi, chỉ thấy trong toàn bộ nhà xưởng nơi nơi đều là chuột bạch. Thân hình của những con chuột này không lớn nhưng hành động rất linh hoạt, trong nháy mắt liền bò đi khắp nhà xưởng. Có không ít con còn trực tiếp bò lên bàn máy tính cùng máy chủ. Tề Đẳng Nhàn lấy ra một cái điện thoại di động kiểu cũ, ấn lên trên một chuỗi số 7.355.608. Đinh linh đinh linh đinh linh linh. Chuông điện thoại của chiếc di động kiểu cũ vang lên, sau đó những quả bom mini được buộc trên người chuột trắng trong nhà xưởng cũng bắt đầu phát ra tiếng vang tách tách tách. Bịch, 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 bịch. Một lát sau, tiếng nổ liên tiếp từ trong nhà xưởng truyền đến kèm theo những tiếng kêu thảm thiết của nhân viên thực hiện giao dịch mua bán. Mấy người đang ở ngoài cửa sổ nhìn cảnh tượng bên trong đều trợn mắt há hốc mồm đồng thời trong lòng phát lạnh. Mẹ nó, đắc tội ai cũng tuyệt đối không thể đắc tội Tề Đẳng Nhàn bằng không chết thế nào cũng không biết, chiêu này quả thực quá tổn hại rồi. Chỉ thấy bên trong nhà xưởng đã biến thành địa ngục nhân gian, quả bom mini trên người chuột bạch bị kích nổ. Uy lực của quả bom này cũng chỉ xấp xỉ như pháo ném, lực sát thương đối với người không mạnh nhưng hoàn toàn đủ để cho những con chuột bạch yếu ớt này tan xương nát thịt. Vì thế, trong nhà xưởng máu thịt tung tóe, khắp nơi đều là xác cùng máu của chuột, dư chấn của vụ nổ khiến những nhân viên giao dịch toàn thân đều dính phải, ghê tởm đến mức không ngừng nôn mửa. Có người xui xẻo hơn một chút, bị bom nổ đến, đau đến gầm gừ, làn da cháy đen lốm đốm chỗ. Những máy tính kia cũng không khá hơn bao nhiêu, bởi vì bị nhiều bom mini nổ cùng một lúc như vậy đã khiến mọi thứ bị đổ vỡ và rối loạn, hơn nữa máu thẩm thấu vào trong khung gầm, trực tiếp làm bo mạch chủ bị đốt cháy. Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy cười khì khì hớn hở nói đi thôi, đừng xem náo nhiệt nữa, một hồi bị chặn lại thì không ổn. Ba người phục hồi tinh thần lại, lúc này mới vội vàng đi theo Tề Đẳng Nhàn rời khỏi hiện trường vụ án. Lý Vân Uyển cảm thấy có chút buồn nôn. Đầu óc choáng váng, buổi tối chỉ sợ sẽ gặp ác mộng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.